mang bắn nhanh mà đi, hướng thẳng tới chỗ Hàn Lập đứng. Bộ dáng nổi giận giống như muốn liều mạng, Hàn Lập hít sâu một hơi, không dám chậm trễ đơn trưởng dương lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên dương hoàn phía trên đỉnh đầu. Nhất thời trên đường phi độn của huyết ma châu, một lúc xuất hiện hơn 10 cái ngân liên nhanh chóng bay tới, hào quang lóe lên đều đánh về phía huyết châu. Huyết châu tuy độn tốc cực kỳ nhanh, nhưng đều bị những ngân liên này nhất thời đều đánh chúng. Vù, vù một trận thanh âm từ trên huyết châu truyền ra, lục quang chấp động, nhất thời ngân liên bị đánh ngược trở lại. Hàn lập trên mặt một chút biểu tình cũng không có, một tay liền lật chuyển, nhất thời một đoàn kim sắc điện quang ở trong lòng bàn tay hiện ra, tay còn lại thì nhanh chóng chế trụ tam diễm phiến rồi giấu vào trong ống tay áo. Lão ma đã đem nguyên thần cùng nguyên anh giấu ở trong huyết ma châu, nếu muốn giết hắn, xem ra phải phá hủy châu này mới được. Huyết ma châu ở trong ma đạo được xem là đỉnh đỉnh đại danh, lấy nguyên anh và nguyên thần bảo vệ phía trong, bảo vật này cơ hồ giống như một thân thể thứ hai hãn hữu lắm mới có ma tu luyện thành nghe nói muốn luyện được bảo vật này chẳng những phải thu thập hơn trăm loại máu huyết bất đồng của linh thú hơn nữa phải tu luyện một vài loại ma công đặc thù mới có thể đem châu này luyện hóa thuận lợi hơn nữa nghe nói phương pháp luyện chế cụ thể của châu này sớm đã biến mất cũng không nghĩ tới lại nằm trong tay âm la tông mà lão ma cũng đã sớm luyện chế thành tuy nhiên đó cũng là một cơ hội cho hắn chỉ cần châu này vừa tiếp xúc tới gần hắn sẽ không tiếc hết thảy dùng ích tà thần lôi vây khốn châu này, sau đó lại dùng tam diễm phiến xuất kỳ bất ý đánh ra một kích. Mặc kệ châu này rốt cuộc có thần thông gì, cũng không có khả năng ở dưới uy năng của tam diễm phiến mà không có tổn hao gì. Ngay trong khi Hàn Lập đang cân nhắc tìm đối sách thật tốt để đối phó, chuẩn bị đón đầu cấp cho lão ma một kích chí mạng, mà lúc này huyết mang đang trên đường cực nhanh phóng tới đột nhiên ngừng lại một chút, trên huyết châu chợt tỏa ra một tầng hỏa diễm dày mấy thước, rồi chợt lóe lên ngay tại chỗ hư không biến mất. Hàn lập thấy vậy trong lòng cảm thấy giật mình, thần thức vội vàng thả ra mọi hướng, sợ lão ma dùng độn thuận tới gần mình mà không biết. Nhưng ngay sau đó Hàn lập có chút ngẩn ngơ, bởi vì huyết ma châu được bao bọc bởi hỏa diễm sau khi hiện ra, nhưng lại không phải hiện thân ở gần chỗ Hàn lập mà là cách đó khá xa bên bờ cấm chế của Bắc Cực Nguyên Quang. Sau đó từ bên kia truyền tới một tiếng cuồng tiếu của lão ma. Tiểu tử, người thực sự tưởng lão phu hồ đồ rồi phải không? Tưởng ở trong này cùng các ngươi hai tên cao giai tu sĩ đánh nhau chết sống, kiên mỗ như thế nào lại làm cái chuyện ngu xuẩn như thế? Đợi ra đến bên ngoài, có đông đảo trợ thủ, lão phu sẽ hảo hảo chiêu đãi nhị vị. Lời còn chưa dứt, huyết ma châu liền chui vào lớp ngân quang nóng lánh, giống như lao vào những lớp sóng dày đặc. Nhìn bác cực nguyên quang lúc này dày đặc, nhưng dưới huyết sắc hỏa diễm của thiêu đốt của huyết châu, đều nhanh chóng tiêu tán, như không có biện pháp vây khốn nó. Lúc này Hàn Lập mới tỉnh táo lại, nhưng rõ ràng không có cách nào đuổi kịp, mặc dù vượt ra ngoài ý muốn, nhưng chính là có chút kỳ quái, trên mặt hắn lại không lộ ra một chút bối rối nào, ngược lại còn thờ ơ quay đầu lại, xem Khuê Linh cùng ngũ tử đồng tâm ma đánh nhau. Chỉ thấy đại khô lâu trong tay cầm cốt đao huy động không ngừng, bộ dạng không có ý định rút lui. Hàn lập thần sắc nhất động, lúc này sau lưng vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh hiện ra, lập tức ngân quang chấp động, thân hình tại chỗ hư không tiêu thất, đột nhiên đồng thời xuất hiện ở một bên bắc cực nguyên quang hắn hai mắt lạnh lùng nhìn phương hướng lão ma vừa đào tẩu, một tay nhấc lên, đem tam diễn phiến hiện ra rồi cầm trong tay. Lập tức trên mặt có một chút do dự, sau đó hàn lập lại hé miếng phun ra một đoàn thanh quang bao vây lấy một vật. Bên trong loáng thoáng nhìn thấy một cái tiểu đỉnh, chính là hư thiên bảo đỉnh. Hàn lập bên này vừa mới làm tốt hết thảy, đột nhiên bên trong bắc cực nguyên quang truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức mơ hồ truyền tới âm thanh mắng chửi của kiền lão ma. Bắc cực nguyên quang một trận giao động, một đạo huyết quang cùng một đoàn ngân quang một trước một sau từ bên trong bắn ra. Phía trước phải là huyết ma châu được bao bởi huyết diễm, chính là giờ phút này huyết diễm tựa hồn như đã mất đi hơn nửa, mà ở phía sau đoàn ngân quang phát ra quang mang chói mắt, làm cho người khác không thể nhìn rõ người nào bên trong, nhưng phảng phất ở trong đó có một bóng người đang chấp động. Chương 1026, phá châu. Lão ma vừa thấy Hàn Lập ngăn ở phía trước, trong lòng cảm thấy rùng mình, huyết ma châu không ngừng chạy trốn. Phía sau, Người trong ngân quang nhân cơ hội này bắt đầu động thủ, bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một hỏa hồng tiểu cung, sau đó đưa tay hư không lôi kéo dây cung, nhất thời vô số mũi tên màu đỏ dày đặc bắn nhanh ra. Mà cùng lúc đó, Hàn Lập nhếch mép cười một cách quỷ dị, trong tay tam diễm phiến sáng ngời hướng lão ma đánh tới, mang theo một tiếng phượng minh, một cỗ tam sắc hỏa diễm từ trong phiến lao ra, nháy mắt hóa thành một con hỏa điểu hướng về huyết ma châu đánh tới. Xu thế tiền công hậu kích đã hình thành, Kiên lão ma trong tâm cảm thấy kinh hãi uy lực của tam diễm phiến hắn đã gặp qua một lần tự nhiên quyết không trực tiếp đón đỡ nhưng ở phía sau công kích của người kia cũng lợi hại vô cùng hắn lúc trước do không lưu ý cũng đã ăn phải một ít thiệt thòi không hề nhỏ rơi vào đường cùng huyết ma châu rít lên một tiếng chợt vọt về phía sau rút lui đồng thời huyết quang cuồng tăng trong huyết châu hiện lên một cái mặt quỷ màu xám miệng há to phun ra một đạo hắc khí trong nháy mắt hóa thành một tấm tiểu phiên kỳ lớn khoảng mấy tấc sau khi đón gió thì cuồng tăng hóa thành một tấm đại phiên kỳ, đột nhiên sinh ra âm khí, bích quang chấp động không ngừng. Âm la phiên, Hàn Lập trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của vật này. Trừ ma khí càng thêm nồng đậm ra, thì vật ấy cơ hồ cùng với cây âm ma phiên trước kia hắn lấy được cơ hồ giống nhau như đúc. Lão ma thân là âm la tông đại trưởng lão, có bảo vật này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Hàn Lập tâm niệm trong đầu thay đổi nhanh như điện, mà đúng lúc này, phiên kỳ đã mở ra chắn ở phía trước huyết châu lập tức quanh đó âm phong mãnh liệt nổi lên, hắc vụ tràn ngập, một đám quỷ đầu đang vặn vẹo biến hình xuất hiện ở trong ma khí, miệng phun lân hỏa nghênh hướng hỏa tiễn đầy trời kia. Hỏa tiễn tự nhiên cũng không khách khí hung hăng bắn vào trong âm khí, làm vang lên một tiếng nổ lớn trời long đất lở. Nhân cơ hội này, huyết châu dưới sự che chở của âm la phiên, tiền lão ma lúc này khống chế cả huyết ma châu cùng âm la phiên hướng một bên chạy đi, trong lúc chạy còn nhân cơ hội liếc mắt nhìn về phía sau một cái chỉ thấy một con hỏa phượng hai cánh đang mở ra đuổi sát ở phía sau lưng không rời lão ma trong lòng cực kỳ run sợ trong tâm hiện lên ý định hung ác lúc này lục mang trên mặt âm la phiên đột nhiên cuồng tăng trên mặt phiên trợt hiện ra một cái hắc động tối đen như mực trong đó toát ra một cỗ âm khí từ bên trong hắc động đột nhiên nhảy ra một con tiểu quỷ cao có mấy tấc tiểu quỷ này vừa nhảy ra khỏi phiên kỳ lập tức hóa lớn thành một con ác quỷ mặt mũi hung tợn thân cao hơn trường trên thân ác quỷ mặc một chiếc chiến giáp màu đen sáng bóng, trong tay còn cầm một cây thác thiên xoa, trên xoa lục hỏa chấp động không ngừng, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp trụ, bộ dạng chắc có thần thông không nhỏ. Quỷ vật này tựa hồ như bị cấm chế ở trong phiên kỳ rất lâu hay sao, mà khi vừa mới biến thân xong, chưa cần thấy rõ tình hình phụ cận xung quanh thế nào, đã hưng phấn kêu to một tràng dài, nhưng nó đột nhiên nhanh chóng ngừng lại. Bởi vì lúc này tam sắc hỏa điều đã muốn nhào tới ngay trước mặt quỷ vật. Ác quỷ trên mặt cả kinh, trong lúc vội vàng chỉ có thể lùi lại, miệng vội há ra, hoang mang, rối loạn, khẩn trương phun ra một cỗ hắc ám âm khí, đồng thời trên tay thác thiên xoa cũng dơ lên, tựa hồ để chống đỡ hỏa điểu ở phía trước. Ác quỷ cũng thật không may, lấy thần thông của nó tuy rằng không lợi hại bằng đám người kiền lão ma và hàn lập, nhưng lại không thua tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường. Nhưng bị nhốt ở trong phiên mấy trăm năm, vừa mới hiện thế lại gặp ngay phải loại dị bảo tam diễm phiến này, hơn nữa do nhất thời sơ sẩy, căn bản chưa kịp cẩn thận đánh giá, lại coi hỏa điểu là linh thú bình thường nên mới xử lý như vậy. Ngay khi đó, âm một âm thanh trầm đục vang lên khi hỏa điểu cùng âm khí tiếp xúc, nháy mắt tạo thành một vụ nổ lớn. Một vầng sáng quỷ dị hiện ra co rút rồi bành trướng nhanh chóng bao phủ hơn 10 trường. Trong uy lực của vầng sáng, tam sắc ký hiệu không ngừng quay cuồng mạnh mẽ mang ác quỷ cùng âm khí ở phụ cận đánh cho không còn chút nào. Thừa dịp âm la phiên xuất ra ác quỷ ngăn cản hỏa điểu, huyết ma châu lại nhanh chóng chui ra khỏi vầng sáng tam sắc lao ra ngoài, tránh thoát một kiếp nạn. Kiền lão ma trong lòng thầm kêu may mắn, hướng ánh mắt thoáng nhìn qua âm la phiên, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cái này chính là chấn tông chi bảo của âm la tông, giờ phút này hào quang ảm đạm, bộ dạng giống như là mất đi linh tính. Xuất hiện tình hình như vậy, tất nhiên lý do chính là bởi vì ác quỷ bị cấm chế trong đó và một mảng lớn quỷ vụ của phiên này bị vầng sáng tam sắc tiêu diệt. Lại nói tiếp, Âm La Phiên có thể được xưng là chấn tông chi bảo, uy lực tự nhiên không phải nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy mà đoán. Uy lực chính thức của nó cũng chỉ có sau khi tập hợp đủ 18 cây Âm La Phiên mới hiển lộ ra toàn bộ uy lực. Nếu nói có thể cầm đủ 18 cây Âm La Phiên này trong tay, không chỉ hàn lập cùng số phụ kia, cho dù gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, Kiền lão ma cũng tự nhận có thể có khả năng tự bảo vệ mình mà không chết. Nhưng đáng tiếc trong tổ huấn của Âm La tông lại có quy định, trừ khi tại thời điểm trong tông có đại họa diệt môn, lúc đó 18 cây âm la phiên mới được tập hợp đủ trên tay một người, còn bình thường được giao cho 18 tu sĩ trong tông có tu vi cao nhất đồng thời trông giữ. Điểm này chính là hắn thân là âm la tông đại trưởng lão, cũng không có cách nào thay đổi. Huống chi hiện giờ còn có một cây đã rơi vào trong tay đối phương. Kiên lão mạo oán hận thầm nghĩ, trên huyết ma châu một lần nữa lại hiện ra mặt quỷ, hắn há mồm ra muốn nuốt cây lục phiên bị thương tổn kia thu hồi vào trong miệng. Sau khi trải qua một kích của tam diễm phiến, trong lòng hắn đối với Hàn Lập kiêng kỵ đã giảm đi hơn phân nửa. Bảo vật uy lực như thế, khẳng định tiêu hao pháp lực phải kinh người. Đối phương trước đó đã cùng hai gã nữ tu của Hóa Tiên Tông động thủ đã vận dụng qua một lần. Vừa rồi lại đánh ra một lần nữa, vì vậy trong khoảng một thời gian ngắn đối phương không thể sử dụng bảo vật này một lần nữa. Nếu không, nói cách khác, chỉ cần dùng phiến này quạt vài cái, chỉ sợ hắn sớm muộn gì cũng tránh không được mà táng thân dưới uy lực của bảo vật này. Ngay tại lúc này, dị biến lại phát sinh. Một tiếng sấm vang lên từ đằng xa từ trong tay của ngân quang nhân ảnh phát ra, một đạo thúy mang bắn nhanh tới, lóe lên mang theo một tiếng nổ lớn, ngay tại trên đường bay nhanh chóng biến mất. Không tốt, vừa thấy một màn quen thuộc này, kiền lão ma trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lúc trước chính là hắn không kịp đề phòng, đã bị vật ấy đánh lén, chịu khổ cũng không ít. Trong đạo thúy mang đó lại ẩn chứa ích tà thần lôi chuyên khắc chế ma công, dưới tình huống hắn không kịp đề phòng, không kịp thi triển bí thuật chống đỡ, kết quả làm cho hộ thể huyết diễm tổn thất cũng không ít. Lão ma một lần đã nếm qua mùi đau khổ, tự nhiên sẽ không dám chịu một màn như thế nữa. Mặt quỷ sau khi đem âm la phiên hút vào trong miệng, tiếp theo huyết ma châu nhoáng lên một cái, trở lên mơ hồ không rõ ràng. Ngay lúc đó một đạo lục mang xuất hiện, một mũi tên ngắn xanh biếc trên đó có kim sắc điện quang chấp động, xuất hiện ngay ở đó. Tiếng sấm cũng từ trong đó phát ra, lóe lên xuyên thủng qua hạt châu. Huyết ma châu vô thanh vô tức lại biến mất không thấy. Do tại thời điểm nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, kiền lão ma đã sử dụng bí thuật đem huyết ma châu độn tốc ly khai chỉ để lại một cái ảo ảnh mà thôi. Cách nơi đó hơn 10 trượng, một đoàn huyết diễm bỗng nhiên tỏa ra, huyết ma châu xuất hiện ở ngay trong đó. Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện, ngay khi huyết ma châu đồng thời xuất hiện, một đạo hắc mang mỏng manh chấp động, một thanh phi đao dài mấy tấc trong suốt mang một màu đen như mực, không một tiếng động hiện ngay phía sau huyết ma châu. Hắc mang lóe lên, một đạo hắc tuyến dễ dàng xuyên qua huyết ma châu mà đi, phi đao cứ như thế mà hiện ra phía bên kia huyết châu, hộ thể huyết diễm của ma châu không có một chút khả năng ngăn cản. Một âm thanh thanh thúy vỡ tan cùng một tiếng kêu thảm thiết của kiền lão ma đồng thời truyền ra, mặt ngoài huyết châu từng chút từng chút một dạn nứt. Không có khả năng, huyết ma châu như thế nào lại đơn giản như vậy liền. Cho dù là thiên a thần kiếm của thái nhất môn cũng không có khả năng làm được, phi đao này như thế nào lại. Trong huyết châu truyền ra thanh âm đứt quáng, kinh sợ không thể tin được của càn lão ma. Lập tức huyết châu nhất thời vang lên một âm thanh trầm thấp, hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra một cái nguyên anh. Nguyên anh trông thật sự là quỷ dị, chẳng những cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ, hai tay ôm một chiếc tiểu phiên dài mất tắc, toàn thân bị năm cái đầu khô cốt gắt gao cắn vào thân hình không một chút buông tha. Mà đầu khô cốt trông đen bóng như mực, trong mồn lại hơi mấp máy giống như đang hút máu huyết của Nguyên Anh, làm cho người ta nhìn vào mà lông tóc dựng đứng. Nguyên Anh của kiền lão ma vừa thấy huyết ma châu vỡ vụn hoàn toàn không còn, trong miệng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức lấy âm la phiên bọc lấy toàn thân, ngăn cản bắc cực nguyên quang từ bốn phía bắn tới, liền hóa thành một đoàn hắc khí hướng phía xa xa trốn đi. Đang cùng khuê linh biến thành người khổng lồ đánh nhau không phân thắng bại, cự đại khô lâu trong miệng cũng kêu to một tiếng hô ứng, thân thể đột nhiên nhảy về phía sau rồi phân khai tách ra, hóa thành năm đạo khí xám trắng, nghênh hướng lão ma mà đi. Tuy rằng huyết ma châu bị hủy, Lão ma không thể tiếp tục huyễn hóa thành huyết ảnh chi khu, nhưng chỉ cần cùng với Ngũ Tử Đồng Tâm Ma hội hợp, đồng dạng có thể tùy ý phụ thể tại bất kỳ ma nào trong ngũ ma. Khuê Linh tự nhiên cũng không để cho Ngũ Tử Đồng Tâm Ma dễ dàng rời đi, lúc này thân hình bỗng thu nhỏ lại như lúc bình thường, sau đó hóa thành hắc bạch độn quang đuổi theo phía sau. Vô luận là Ngũ Tử Đồng Tâm Ma hay là Khuê Linh, khoảng cách của bọn họ so với Hàn Lập bên này vẫn xa năm 60 trượng. Nếu mà nguyên anh của lão ma vẫn còn ký gửi trong huyết châu hoặc là nguyên anh ở phía ngoài bắc cực nguyên quang thì còn có thể sử dụng thuật thuấn di, sau vài cái chấp động là có thể hội hợp với ngũ ma. Nhưng hiện tại ở đây lại không thể dùng độn quang mà đi, làm sao có thể so sánh với việc Hàn Lập sử dụng lôi độn thuật trong này. Hàn Lập mặt không có chút thay đổi sau lưng hai cánh chấp động, người liền hiện ra ngay phía trước hắc khí, tay dương lên, một tiếng sấm vang lên, mấy đạo kim quang hình cung liền hóa thành một đạo kim võng đón đầu từ trên chụp xuống. Lão ma tự nhiên nhận biết đó là ích tà thần lôi, lúc này Nguyên Anh sắc mặt đại biến miệng liền mở ra, phun ra một đoàn huyết vụ tạm thời ngăn cản kim võng, trong nháy mắt biến đổi phương hướng, hướng một hướng khác mà chạy đi. Nhưng không ai biết được phía trước đột nhiên quang hoa chợt lóe, một đoàn ngân quang bất ngờ chắn ngay phía trước, sau khi hào quang thu liếm, hiện ra một trung niên tu sĩ có khuôn mặt tái nhợt. Người này một thân mặc hoàng sam, thân sắc đờ đẫn, một tay cầm hồng sắc tiểu cung, đúng là nhân hình khôi lỗi do Hàn Lập luyện chế. Tuy nhiên sau khi khôi lỗi đột nhiên không một tiếng động xuất hiện ở đây, cũng không có lập tức kéo cung công kích, ngược lại thừa dịp lão ma đang hết sức hoảng sợ, hai mắt nhìn như bình thường bỗng nhiên mở to thả ra tử quang trói mắt hướng ra bốn phía xung quanh. Nguyên anh lão ma nhất thời nhìn thấy tử quang này, chỉ cảm thấy huyễn lệ động lòng người, cảm giác như có một loại yêu dị đem tinh hồn dung nhập vào trong đó. Bản thân lại có cảm giác vui sướng giạt rào, sự tình gì cũng không để ý, cũng không nguyện ý làm tiếp hành động gì khác. Không đúng, đây là mê hồn thuật, Lão ma tuy rằng hiện tại Nguyên Anh ở bên ngoài, nhưng nhiều năm tiềm tu thần thức cường đại như thế nào, trong phút chốc đã bừng tỉnh lại. Trong lòng hắn cảm giác hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn vào hai mắt của đối phương, đồng thời hộ thân hắc khí chớp động, nháy mắt hướng một phương khác chạy đi. Nhưng đúng lúc này, khoảng không trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một trận linh khí dị động, lão ma không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả phía trên mặt hắn không biết từ khi nào xuất hiện thêm một cái tiểu đỉnh. Đỉnh này đang chậm rãi chuyển động, tản phát ra thanh quang nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng mới lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật này, nhưng bằng vào mấy trăm năm lịch duyệt, trong nháy mắt lão ma cảm thấy cái đỉnh này có chút quỷ dị, lúc này không một chút nghĩ ngợi người liền hóa thành một đạo hắc khí bắn nhanh ra ngoài. Tiểu đỉnh lúc này truyền tới một tiếng thanh minh, bỗng nhiên thả ra một cỗ ánh sáng mở màu xanh, thẳng đến phương hướng lão ma bỏ chạy mà thổi tới. Chương 1027, phản phệ, thanh quang trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi lóe sáng không biết bằng cách nào đã tới ngay đạo hắc khí. Muôn vạn đạo hào quang hạ xuống, trong hắc khí truyền ra tiếng lão ma giống lên kinh sợ, ma khí tiêu tan, hiện ra huyết sắc nguyên anh và âm la phiên. Giờ phút này lão cả người đã bị vô số thanh sắc hà ti gắt gao chói chặt, mặc cho lục quang lấp lóe điên cuồng, huyết diễm bành trướng, đều không thể thoát khốn. Át đã bị bắt giữ, sinh cầm trong tay hàn lập. Ngân hồ chợt lóe, chính là hàn lập dụng lôi độn thuật đến trước nguyên anh của lão ma, sau khi mỉm cười, hướng về phía xa vẫy tay một cái không gian phía trên đầu nhất thời ba động thanh sắc tiểu đỉnh phá không xuất hiện sau khi xoay một cái rơi vào trong tay hàn lập cầm nhẹ nhàng tiểu đỉnh hàn lập nhàn nhạt nhìn về phía nguyên anh của kiền lão ma nguyên anh trên mặt sớm đã tràn đầy kinh hoàng thấy hàn lập nhìn không chút hảo ý trong lòng trầm xuống hung tính lập tức nổi lên nhưng lại cắn răng đem đầu lưỡi cắn một cái há mồm tính phát ra độc chú phốc phốc hai tiếng đã xuất hiện kim ngân lưỡng phủ gián ngay vào người Nguyên Anh, làm cho Nguyên Anh trong cơ thể pháp lực ngưng trọng, rốt cục vô pháp vận chuyển, ác độc bí thuật sắc phun ra tự nhiên băng tiêu hỏa liệt. Lúc này ngân quang sáng ngời, phía sau lão ma Nguyên Anh đi ra một vị họ ăn sam tu sĩ, chính là trung niên tu sĩ đã liên thủ với Hàn Lập lúc trước. Người này cũng không biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi đó. Hàn Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng, trên mặt lộ biểu tình như cười như không. Hoàng Sam tu sĩ có sắc mặt tái nhợt, thần sắc đờ đẫn, chính thị khôi lỗi mà Hàn Lập đã tổn hao vô số công phu luyện chế. Ngay từ đầu khi thiết lập mai phục, Hàn Lập đã để khôi lỗi tại khu vực cửa đại điện. Nếu kiền lão ma thật sự giảo hoạt, không đánh mà chạy, ắt sẽ chạy hướng này. Khôi lỗi căn bản không phải là người sống, khi cố ý thu liếm khí thức thì thật là hoàn mỹ. Trừ phi tận mắt gặp, bằng không căn bản vô pháp phát hiện. Vừa rồi, kiền lão ma nửa đường muốn chạy tự nhiên bị chúng mai phục của khôi lỗi, dùng lôi hỏa cung cộng thêm lôi mục tiến, xuất kỳ bất ý đánh lén, đem lão ma bước trở về. Nhưng bởi vì cần bắt sống nguyên anh của lão ma, nắm được phương thức phối hợp ma tủy toàn và các tài liệu quý hiếm khác chế luyện lại ma tủy phi đao đã bị hư tổn khi đánh với huyết ma châu. Hàn lập dùng ích tà thần lôi dọa ma anh kinh sợ thối lui, làm cho nó cuống quyết chạy trốn đến mức bị khôi lỗi lặng lẽ tiềm nhập lại gần mà không hay biết. Lại dùng huyễn quang tinh luyện chế thi triển huyễn hoặc thuật che mắt lão ma. Với kinh nghiệm sử dụng huyễn quang tinh đáng sợ, hàn lập tự tin cho dù thần thức lão ma cường đại trở lại cũng đủ để cho hắn thất thần một lát quả như định liệu khi lão ma thất thần hàn lập bèn tế ra hư thiên đỉnh dễ dàng đem nguyên anh cấm chế nghĩ đến đây hàn lập lại liếc nhìn tiểu đỉnh trong tay bởi vì chỉ vừa mới tu luyện tầng thứ nhất thông thiên bảo quyết nên tiểu đỉnh hiện giờ cũng chỉ có thể phát ra một ít linh quang mà thôi còn thật sự muốn phát huy thêm thì phải chờ đến lúc nguyên anh hậu kỳ mà chuyện này thì còn dài hàn đạo hữu mấy ma đầu này xử lý thế nào ngay thời điểm Hàn Lập trong lòng đang vui sướng cân nhắc, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Khuê Linh một tay thả ra một đoàn hắc bạch khí, vây năm đầu Khô Lâu thu nhỏ lại thành một xích, đi tới nói. "Năm ma đầu này." Hàn Lập nhìn lướt qua đồng tử đang vô thần của Ngũ Ma, mở miệng muốn nói cái gì, đột nhiên ngoài dự đoán mọi người, Nguyên Anh lão ma bỗng quay đầu, mặt hướng đến năm Khô Lâu, trong miệng phát ra tiếng thê lương. Thanh âm thê lương này chẳng những nguyên náo dị thường, lại làm cho người ta nghe xong càng cảm thấy khí huyết phập phồng, tâm thần bất đắc dĩ hoảng động. Đang bị nhốt trong hắc bạch sương mù, năm khô lâu ma đầu nhất thời cảm ứng, hai mắt chợt hiện tiêm máu, tràn đầy ý cuồng bạo máu tanh. Miệng hé ra, năm cỗ thâm bích ma diễm đồng phát ra kích vào một điểm của đoàn hắc bạch khí đang bao xung quanh. Oanh một tiếng, khuê linh xú phụ không kịp đề phòng, cấm chế hắc bạch khí nhất thời bị đánh tan tác. Năm đạo bạch khí trong nháy mắt bắn nhanh ra, nhằm hướng hắc khô lâu tựa hồ muốn hội tụ cùng nhau. Nhưng Hàn Lập như thế nào để cho ngũ tử đồng tâm ma dễ dàng đắc thủ, trong mũi hử lạnh một tiếng, tiểu đỉnh trong tay nhoáng lên. Thanh Hà đại trướng, nhất thời hình thành một bức vách ngăn cản, ngăn năm đạo bạch khí bên ngoài. Đồng thời thần niệm chuyển động, Quang Hà cuốn lên đem năm đạo bạch khí ra chỗ khác, một lần nửa hiện ra năm khô lâu. Ngũ đại khô lâu đang bị vây bên trong tựa hồ muốn cuồng bạo, tuy đang bị dày đặc thanh ti mềm mại quấn chặt, tay chân bọn chúng không ngừng dãy ruộng, trong miệng phát ra bích sắc lân hỏa không ngừng đánh vào thanh ti bộ dáng muốn thiêu hủy chúng để thoát thân. Không, ngươi, ngươi mau thả chúng ra. Nguyên anh lão ma nhìn thấy cảnh này, mặt hiện một tia sợ hãi, đột nhiên kêu thét khàn cả giọng, tựa hồ sợ hãi cùng cực. Hàn lập lạnh lùng đảo mắt, trong lòng có chút kỳ quái khi thấy ngôn ngữ và hành động của đối phương. Nhưng là ngay sau đó, thần sắc hắn cũng chợt biến. Nam hắc khô lâu kia bỗng nhiên ngừng tiếng giết lại, đồng thời, phát, đồng quay cắn vào nguyên anh lão ma. Lúc này đây, bọn khô lâu không phải cắn giả, miệng bọn chúng phát ra thanh âm nhấm nuốt hưởng thụ, chính thật sự đang thôn vệ nguyên anh lão ma. Ma đầu phản phệ, hàn lập cả kinh, nhưng trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên, pháp lực lão ma đại tổn, giờ phút này lại bị lại bị hắn chế trụ thần thông, ngũ ma bình thường đang cúi đầu nghe lệnh chợt phát hung tính, làm cho nguyên thần phản phệ. Nhưng hàn lập như thế nào để cho nguyên anh lão ma bị cắt nuốt như vậy, hắn không kịp nghĩ nhiều một tay nhanh chóng vỗ vào tiểu đình. Tiếng thanh minh phát ra, bên ngoài hà quang xuất ra vô số thanh ti, vây năm khô lâu lại, đem bọn chúng cách ly khỏi Nguyên Anh. Bọn khô lâu miệng đang cắn xé lung tung, bộ dáng cực kỳ điên loạn, làm cho người nhìn thấy không khỏi âm thầm kinh hãi. Hàn Lập không quan tâm đến bọn chúng mà ngưng thần cẩn thận chú ý đến Nguyên Anh của càn lão ma, trong lòng thoáng buôn lòng. Tuy rằng đã xảy ra sự cố khiến thân hình Nguyên Anh thu nhỏ hơn non nửa, dáng vẻ như đang hấp hối. Nhưng với hắn mà nói, chỉ cần thần thức không biến mất, thì chưa có chuyện gì xảy ra hít một hơi thật sâu, Hàn Lập thu Nguyên Anh và âm La Phiên vào trong tay, đánh giá một lúc, liền đem tất cả nhét vào túi chữ vật. Sau đó ánh mắt đảo qua, hướng về mặt đất ở phía xa liếc một cái. Khôi lỗi thân hình nhoáng lên, nhấp nhoáng vài cái, ở đằng xa liền nhặt lên một cái túi da đen bay vụt về, giao cho Hàn Lập. Cái này tự nhiên là túi chữ vật của kiền lão ma, tại thời điểm huyết ma châu bạo liệt, rơi ra. Hàn Lập cũng không vội vàng tìm kiếm cái gì bên trong mà xoay qua số phụ nói. Khuê đạo hiếu, người tạm thời giám sát năm ma đầu này, ta đi trước xử lý Nguyên Anh một chút. Hắn cũng không muốn tại thời điểm siêu hồn có người bên cạnh giò ngó. Đạo hiếu cứ tự nhiên, nơi này giao cho ta quản là được. Khuê Linh bất động thanh sắc nói, hé miệng phun ra một cỗ hắc bạch khí thật lớn đem năm đầu khô lâu bao chặt bên trong, tiếp nhận cấm chế của Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, một chảo hư không kích vào hà quang, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, chộp Nguyên Anh và năm khô lâu vào trong tay một đạo thanh hồng hướng về phía bắc cực nguyên quang độn đi. Nhân hình khôi lỗi thành thật đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa thấy bóng dáng hàn lập biến mất, khuê linh đảo mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi, một lát sau, trên mặt xuất hiện một tia kinh hãi. Nếu không phải ả à tận mắt nhìn thấy hàn lập triệu hồi vật ấy từ trong túi chữ vật, thật sự không thể tin người trước mắt là một khôi lỗi. Thời gian trôi qua, ước chừng một khắc, phía bắc cực nguyên quang có ánh chấp động, hàn lập từ trong ngân sắc quang ti đi ra, trên mặt không chút biểu tình, mà bóng dáng nguyên anh lão ma hoàn toàn không có khuê linh cũng không kinh ngạc mà tiến lại hàn lập một ngón tay để phòng vây năm khô lâu hỏi năm chân thân ma đầu này xử lý thế nào theo ta được biết muốn luyện chế ma đầu này trừ phi dùng trí dương chi hỏa luyện chế rất khó làm cho bọn chúng biến mất luyện hóa không cần làm như vậy ngũ tử ma thân còn có tác dụng khác trước tiên tạm thời phong ấn bọn chúng suy nghĩ một chút hàn lập bình tĩnh nói di tự nhiên tùy ý đạo hiếu Khuê Linh có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngoài miệng ứng khẩu nói. Hàn Lập phất tay áo bảo một cái, vô số phù chú phát ra, trong chớp mắt áp vào đầu lâu đen thùi và năm bộ xương, đem bọn chúng thành các quang cầu màu sắc khác nhau. Hai tay trà sát, từ 10 ngón tay từng đạo kim đạn bắn ra, ở trên đường đi liền nổ mạnh hóa thành một kim ti tinh tế, một tầng đón một tầng bao vào phía trên quang cầu. Khuê Linh thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, kim quang chớp động, 10 khỏa kim cầu thật lớn xuất hiện. Hàn Lập bấm tay niệm chú, hơn 10 đạo pháp quyết đánh vào kim cầu, quang mang chuyển động, quang cầu kim sắc kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt, liền biến thành các hạt châu màu vàng lớn cỡ nắm tay. Nhìn kim châu đang lấp lóe, Hàn Lập nhướng mày suy nghĩ, miệng hé ra, một đoàn thất sắc Phật quang phun tới. Mà ở trong Phật quang, dường như có một bảo vật như bọt khí, chính thị kim cương cháo mà Hàn Lập vẫn thường bồi luyện trong cơ thể. Hàn Lập một tay hướng về vật ấy điểm một cái, thất sắc quang hoa cuốn lại, đem các kim châu bao phủ bên trong có Phật môn bảo vật cùng ích tà thần lui chân áp, từ ma dù có hồi phục hung hãn hẳn cũng không thể đào thoát. Lúc này Hàn Lập mới yên tâm từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp ngọc cẩn thận cất kim cương cháo vào. Đi thôi, đạo hữu đã biết núi này có nơi nào bí ẩn. Chúng ta trốn vào mấy ngày, chờ khi khe phong ấn hồi phục bình thường, khi đó đi ra. Hàn Lập nhìn về hướng cửa điện, hai mắt híp lại nói với Khuê Linh. Nơi bí ẩn, thiếp thân thật sự biết một chỗ, đó là nơi trong lúc vô ý phát hiện ra, không có người thứ hai biết đến. Khuê Linh nghe nói, tinh thần rung lên, không lưỡng lự trả lời. chương 1028, Linh bảo xuất thế. Ồ, có địa phương như vậy là tốt nhất rồi. Đi thôi, lát nữa vạn nhất có đụng phải bọn người ở bên ngoài thì cũng đừng ham chiến. Cứ mau tránh đi là được hàn lập gật gật đầu, đem thu hồi khôi lỗi lại. Hai người liền khởi giá độn quang nhằm cửa điện bay đi. Lấy tu vi hai người, trong nháy mắt đã đi ra đến bên cạnh bắc cực nguyên quang cấm không cấm chế lại phát sinh hiệu lực, hai người vì không muốn hao tổn nhiều pháp lực, bất đắc dĩ phải dừng độn quang, sử dụng khinh thân thuật. Thần thức đảo qua phía xa, bên ngoài bắc cực nguyên quang không có bóng người nào canh phòng. Điều này tuy làm cho Hàn Lập cảm thấy mừng rỡ vô cùng nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhắc Khuê Linh một tiếng, hắn một tay thủ sẵn nguyên cương thuẫn, một tay cầm lấy tam diễm phiến, thần sắc bất động tiêu sái ra khỏi bắc cực nguyên quang. Cảnh giác quan sát một lần nữa, xác định không có người khác mai phục, Hàn Lập chậm rãi ra khỏi côn ngô điện. Bên ngoài vẫn hết sức im ắng, nhưng sau khi xem xét hết thảy, Hàn Lập thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy trong quảng trường rộng lớn, trừ hai hàng kim từ linh mộc, cây cối ngã dạp, đất đai cầy sới, đá vụn khắp nơi, dường như nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt dị thường. Hơn nữa kẻ xuất thủ gây ra tình cảnh này không phải chỉ hai ba người là có thể làm được. Khuê Linh từ phía sau đi ra, thấy tình hình bên ngoài cũng sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ những người đó phát sinh nội đấu? à buồn bực tự hỏi, không nhất thiết như vậy, cũng có khả năng là họ đụng độ với nhóm tu si thứ nhất đi đến đây. Tuy rằng chưa biết lai lịch bọn chúng ra sao nhưng có thực lực mở ra được phong ấn của côn ngô sơn át có thần thông không nhỏ. Hàn lập khôi phục bình tĩnh trầm giọng nói, đó cũng là nhóm người đầu tiên đã phá trừ cấm chế. Lúc ta theo dõi ở xa đã nhìn thấy nhân số bọn chúng có khoảng 6,7 người, nhưng có hai gã tu vi không thua kém gì ta khuê linh thở dài nói. Ồ, người còn nhớ rõ bộ dáng chúng không? Một trong ba gã tu sĩ đi đầu, là một gã tu sĩ có gương mặt chữ điền nhưng hắn chỉ dùng một kiện bảo vật đã làm càn lão ma khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình. Có thể thấy thế lực này có thực lực không nhỏ hàn lập lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi truy vấn. Hai người còn lại tu vi đều không kém, ta không dám quá phận tiếp cận, chỉ dám dùng thần thức quét qua một chút mà thôi. Khuê Linh lắc đầu, hàn lập nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, hắn thật sự muốn biết rõ cổ ma có hay không xen lẫn trong nhóm tu sĩ đầu tiên nhằm có kế hoạch thu hồi hai thanh phi kiếm. Hiện giờ đã thu phục được Khuê Linh, lại có nhân hình khôi lỗi bên cạnh, Hàn Lập tự tin đủ để có thể cùng đối phương tranh tài cao thấp, không cần giống như trước đây phải tránh không kịp thở. Đi thôi, luận tu vi đám người này nếu muốn đánh bại đối thủ có lẽ không phải việc khó nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt đối thủ thì lại không phải việc dễ dàng. Quá nửa là bọn họ đã truy đuổi đến địa phương khác. Hàn lập ánh mắt chấp động vài cái, trầm ngâm nói. Tuy nói như thế, nhưng Hàn Lập cũng rõ ràng khẳng định chắc hẳn đã có chuyện phát sinh. Âm La Tông thì không nói chứ đám gia hỏa thiên lan tu sĩ như thế nào dễ dàng rời đi. Bọn họ từ Thảo Nguyên đuổi theo mình đến tận nơi này át hẳn là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ ba tu sĩ đầu tiên lại thật sự cường đại cường ngạnh bức lui được tất cả các tu sĩ khác? Nhưng điều này cũng không đúng. Nếu nhóm ba gã tu sĩ chiếm thượng phong, hẳn đã ẩn núp ở cửa điện, chờ cơ hội tốt để cướp đoạt bảo vật. Tâm niệm xoay chuyển như điện vòng vo hồi lâu mà Hàn Lập vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, hắn quyết định không nghĩ nữa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mục đích của hắn theo tính toán đã gần đạt toàn bộ, quan trọng nhất là cần an ổn thoát khỏi cơn đại lốc xoáy này. Việc cổ ma giữ hai phi kiếm cứ rời khỏi đây sẽ tính tiếp. Sau khi cân nhắc lợi hai, Hàn Lập lúc này đã có quyết định. Đi thôi, khuê đạo hiếu. Trước mắt ngươi nên nói tiếp về vị trí bí ẩn, không cần quản chuyện khác. Sau mấy ngày nữa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tràn vào đâu. Hàn lập cười lạnh hướng về phía trên thạch thai hạ xuống. Khuê Linh cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể theo hàn lập hạ xuống. Dọc theo đường đi có thể mơ hồ thấy không ít dấu vết đánh nhau, vết kiếm, dấu gỗ cháy ở khắp nơi. Những tu sĩ đó quả thật đã truy đuổi ra ngoài. Đây là, phía trước đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Hàn lập tiến lên vài bước, đứng bên cạnh nhìn vài lần, sau đó trao mày vết nước này nhất định là do loại bảo vật như đao kiếm một kích đem thềm đá chạm thành hai đoạn tạo thành khe này dài hơn trăm trượng sâu hơn ba mươi trượng khiến chúng nhân thật sự kinh hãi tối thiểu thì hàn lập tự hỏi cho dù thi triển ra cửa kiếm thuật cũng vô pháp làm được như vậy xem ra đám tu sĩ này đã xuất ra chân hỏa ngay cả loại thần thông uy lực cỡ này cũng mang ra thi triển phỏng trừng trận tranh đấu còn kịch liệt hơn so với dự đoán trong đầu hàn lập truyền đến thanh âm của ngân nguyệt có lẽ vậy nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ đến ta hàn lập lơ đánh truyền âm nói. Mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình nhân đó trực tiếp bay qua vết nứt. Khuê Linh theo sát phía sau, hai chân vừa rơi xuống đất, hàn lập thần sắc trở động, quay người nhìn về một cự thạch, trong mắt hàn quang chớp động. Vị đạo hữu ở nơi đó có thể đi ra được rồi. Hàn lập khuôn mắt trầm xuống lớn tiếng quát, không nói một lời, một đạo hắc khí phía sau cự thạch bắn nhanh ra, bên trong ẩn hiện một bóng người. a à, hàn lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại như thế nào lại để cho đối phương không coi ra gì chuồn mất. Dù sao tu sĩ vào trong này cơ hồ đều đối địch với hắn nên hắn không cần phải khách khí. Sau lưng tiến sấm vang lên, thân hình tại chỗ chợt biến mất. Ngay sau đó, một đạo ngân hình cung hiện ra, Hàn Lập đã xuất hiện ở phía trước khắc khí, thân hình huyền phù trên không, một tay hướng về hư không nhấn một cái. Tư lạc một tiếng, một thanh sắc đại thủ trong không trung đột nhiên hiện ra lao xuống. Bên dưới thì ra là một nguyên anh đang kinh hãi, hắc khí trên thân thể đại trướng định thuấn di đào thoát nguyên anh của gã này ắt hẳn trước đó khi tranh đấu đã bị thương quá nặng nêu không ngay từ đầu đã dùng thuật thuấn di rồi mà hàn lập đã trải qua nhiều lần giết tu sĩ nguyên anh nên đã sớm có đối sách thuần thuộc vây khốn đối phương đối phương mới vừa thi triển pháp thuật khóe miệng hắn hơi lộ ra một tia cười châm chọc tiếng sấm rền vang ngũ chỉ của thanh sắc đại thủ kim quang chấp động năm đạo kim hình cung thô to đột nhiên bắn ra trong sát na bạo liệt trương thành một kim sắc đại võng đem mọi vật phía dưới trói lại. Mà gần như cùng lúc, thân hình mơ hồ của Nguyên Anh cũng đã chạm vào ích tà thần lôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim hồ chợt nổ mạnh, đem hắc khí hộ thân của Nguyên Anh đánh tan hơn phân nửa. Nguyên Anh thân hình hoảng loạn, trở nên lung lay sắp ngã. Dưới tình hình này, thanh sắc đại thủ chấp động chụp Nguyên Anh vào trong bay trở về trước người Hàn Lập. Hàn Lập hướng về Nguyên Anh đánh giá, trong ánh mắt kinh sợ của đối phương, mắt hắn lộ vẻ mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh xuống đất. Thanh sắc đại thủ giam cầm Nguyên Anh theo sát bay xuống. Dừng bên cạnh Hàn Lập, là người này, Khuê Linh ánh mắt đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù không có thân thể, nhưng mặt mày Nguyên Anh rõ ràng đúng là một trong hai vị Hắc Sam lão giả của Âm La Tông. Lúc trước không biết chúng phải độc thủ của ai, chỉ còn biết độn suất Nguyên Anh bỏ chạy trốn ẩn nấp sau cự thạch. Hàn đạo hữu muốn như thế nào, lão phu cùng ngươi cũng không có cái gì là thù hận chuyện đuổi giết người ta một chút cũng không tham dự nguyên anh sắc mặt trắng bệch hạ giọng cầu xin hắc hắc đạo hữu làm gì kinh hoàng hàn mộ đã nói khi nào động thủ với đạo hữu hiện ta muốn hỏi ngươi bên ngoài rốt cục đã kể ra chuyện gì các ngươi cùng đám tu sĩ thiên lan đấu pháp với ai vì sao không phòng thủ ngoài cửa điện đúng rồi theo ra ngoài còn có hai nữ tử và hai yêu vật ngân xí quỷ dạ xoa ngươi cũng có thể thấy rồi hàn lập thần sắc bất động thong dong hỏi Nhìn thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ ôn hòa, Nguyên Anh trong lòng hơi buông lỏng, không dám tức giận vội vàng trả lời sau khi bọn ngoi tiến vào một lúc không lâu, tu sĩ Diệp Gia đột nhiên chạy đến. Diệp Gia đại trưởng lão nhìn thấy chúng ta đã lập tức ra tay công kích. Chúng ta dưới sự thống lĩnh của từ đạo hữu đành phải vội vàng đối phó với địch. Đang lúc miễn Cường ngăn cản thì trấn ma tháp bên kia đột nhiên chấn động, hơn phân nửa ngọn núi sụp xuống. Cơ hồ cả tòa tháp lớn đều chìm vào trong, hơn nữa. Nói tới đây, Nguyên Anh trong miệng thanh âm trì xuống, nhưng nhìn mục quang của Hàn Lập, trong lòng phát lạnh lập tức mở miệng nói tiếp. Hơn nữa từ chấn ma tháp bắn ra một phiến bảo quang, phát ra phản âm Phật Minh. Thanh âm này cực lớn, ngay cả chúng ta ở bên này cũng nhất thanh nhị sở. Kết quả không biết ai hô một tiếng thông thiên linh bảo, mọi người đều bất chấp tất cả, hướng chấn ma tháp phóng tới. Hai nữ tử hóa âm tông cùng ngân xí quỷ dạ xoa hai yêu vật vừa lúc ra đến nơi cũng gặp được dị tưởng, cũng chạy đến. Về phần ta cố ý lưu lại để báo cho đại trưởng lão biết được sự tình. Thông thiên linh bảo, thật sự là bảo vật này xuất thế, thân thể ngươi như thế nào bị hủy. Hàn lập kinh hãi, có phải là thông thiên linh bảo hay không, ta cũng không rõ. Nhưng dị tượng này thì không phải là bảo vật bình thường có thể có. Hơn nữa nếu từ đạo hữu cùng diệp ra đại trưởng lão đều là hậu kỳ tu sĩ cũng đã khẳng định thì làm sao là giả được. Về phần thân thể ta, là bị tên khốn tứ tán chân nhân đánh lén tặc tử này không biết khi nào tiềm nhập gần ta, dùng một khẩu huyết hồng trường đao đột nhiên chảm lên người ta, kết quả máu huyết trên người toàn bộ bị đao này hấp thu. Khẩu ma đao kia thật đáng sợ, nếu không phải ta quyết đoán lập tức rời bỏ thân thể thuấn gì đi, chỉ sợ Nguyên Anh cũng vô pháp tránh được. Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì, đao này lợi hại như vậy sao? Hàn lập nhướng mày, kinh ngạc hỏi, tự hồ có chút không tin. Không biết, ta cũng là lần đầu gặp loại bảo vật này. Bất quá, trừ màu sắc bất đồng, hình dáng đao này tựa hồ có 78 phần tương tự với ma long nhận trong truyền thuyết, hơn nữa uy năng tựa hồ cũng có chút tương tự. Nhưng nếu thật sự là ma long nhận, ta nào có cơ hội đào tẩu? Nguyên Anh chép miệng, có chút không quá khẳng định trả lời. Ma long nhận, hàn lập nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Trường 1029, ma nhận nghi vấn. Theo truyền thuyết, loại ma nhận này phải dùng ma tùy toàn mới có thể luyện chế được, hung danh của nó ai nghe thấy cũng phải cả kinh nghe nói pháp bảo này có thể đem huyết nhục tinh hồn của các tu sĩ mà nó chém giết hấp thu vào trong lại thêm quá trình gia trì và luyện hóa tạo thành một loại thần thông có uy năng cực kỳ bá đạo nói đúng ra là chém giết càng nhiều tu sĩ thì uy lực của ma nhận càng cường đại theo truyền thuyết lúc trước một gã ma tu cầm trong tay ma long nhận thậm chí có thể tiêu diệt được cả một tu sĩ hóa thần kỳ cho nên không ít tu sĩ đều cho rằng chỉ cần cấp cho bảo vật này một thời gian nhất định liên tục giết chóc không ngừng để bồi luyện Thậm chí cũng có khả năng đối kháng với thông thiên linh bảo Đương nhiên vô luận là thông thiên linh bảo hay là ma long nhật Ở nhân giới cũng không biết đã tuyệt tích bao nhiêu năm rồi Tự nhiên không thể thực hiện được sự so sánh đó Nhưng bây giờ, vị trưởng Lão Âm La Tông bỗng nhiên lại đề cập tới loại bảo vật này Khiến cho sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi Nếu chỉ là 7-8 phần tương tự Hơn nữa lấy tu vi của hắn mà còn có cơ hội để cho Nguyên Anh có thể chạy thoát Vậy thì kiện bảo vật kia hẳn không phải là ma long nhật mới đúng cũng có khả năng là một loại ma đạo bảo vật hiếm thấy khác. Khuê Linh vốn vẫn ở bên cạnh, lặng lặng đứng nghe hai người đối thoại, ánh mắt chợt lóe nói. Cứ coi là như vậy đi, Hàn Lập phê cầm nói, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ma tháp, hai mắt ngheo lại. Ở xa xa, ngọn núi đích xác đã thiếu mất một phần bộ phận. Côn ngô sơn này được xưng là nhân gian tiên giới, có thông thiên linh bảo cũng không phải là việc quá ngạc nhiên. Hắn liên tưởng tới hư thiên đỉnh trong tay, có chút động tâm, lẩm bẩm nói có sự tương trợ của Khuê Linh mới thu phục, hơn nữa còn có nhân hình khôi lỗi, cũng không phải là không có cơ hội đoạt được bảo vật này. Hơn nữa lúc trước lấy được chữ vật túi của càn lão ma trong đó chiếm được 78 khối cao dai linh thạch. Điều này làm cho nỗi buồn phiền của hắn về việc làm sao sử dụng nhân hình khôi lỗi đã giảm đi rất nhiều. Chủ nhân, chúng ta đến đó xem đi. Không biết tại sao, vừa rồi từ lúc đi ra khỏi nội điện, ta có cảm giác điều gì đó, giống như có cái gì đó trong trấn ma tháp đang kêu gọi ta thứ này dường như đối với ta rất quen thuộc, tựa hồ đối với phần trí nhớ bị mất trước đây của ta có quan hệ nào đó. Ngân Nguyệt ở trong đầu Hàn Lập đột nhiên trần chờ nói. Có cái gì kêu gọi ngươi? Hàn Lập nghe xong lời này hỏi, cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy được, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể ta sẽ mất đi cơ hội phục hồi toàn bộ trí nhớ trong thanh âm của Ngân Nguyệt có vài phần mang ý cầu khẩn. Hàn Lập trầm mặc không nói gì, qua một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thoải mái mới mở miệng nói. Ngươi đã nói như vậy thì đi xem sao, dù sao ta đối với thông thiên linh bảo này cũng thực cảm thấy hứng thú. Đa tạ chủ nhân thành toàn, Ngân Nguyệt nghe được Hàn Lập hồi đáp như thế, vui mừng trả lời. Khuê đạo hiếu, nếu bên kia đã có thông thiên linh bảo hiện thế, xem ra chàng náo nhiệt này không tham gia cũng không được. Hàn Lập xoay người, hướng Khuê Linh chậm rãi nói, thiếp thân hết thảy đều lấy đạo hiếu làm chủ, không biết người này xử lý như thế nào. Khuê Linh hơi khom người xuống, thần sắc như thường trả lời. Có trí bảo bực này xuất hiện, chỉ cần là tu sĩ thì không có khả năng vở như không thấy. Đối với việc Hàn Lập đột nhiên thay đổi chủ ý, Khuê Linh sớm đã có thể đoán trước, nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đạo hữu chính là đáp ứng sẽ không ra tay đối với ta. Mà ta đây cũng đã trung thực nói hết những gì ta biết. Vừa nghe Khuê Linh nói vậy, Nguyên Anh đang bị khống chế nằm trong đại thủ vội vàng kêu to. Ta vừa rồi đích xác có nói chưa ra tay với ngươi, nhưng cũng chưa từng nói là sẽ không ra tay đối với ngươi. Hơn nữa ngươi cũng rất rõ ràng, nếu vừa rồi không nói ra chính là sẽ chịu một phen thống khổ do luyện hồn mà thôi. Muốn trách thì trách ai bảo ngươi là trưởng lão của âm La Tông, lại còn rơi vào trong tay của ta. Hàn lập nhẹ nhàng bâng cua nói, miệng hé ra, một đạo kim hình cung thô to bổ ra, đánh lên người Nguyên Anh. Sau một tiếng hét thảm, Nguyên Anh cùng đại thủ đều biến mất trong kim quang. Nhưng liền sau đó lại rơi xuống một cây phiên kỳ màu xanh nhạt. Hàn Lập trong mắt sáng ngời, tay áo phất lên, đem cái phiên kỳ này cuốn vào trong tay, rồi chăm chú nhìn kỹ. Đúng là một cây âm la phiên khác, thông qua siêu hồn thuật Hàn Lập tự nhiên biết không phải là ít về cây phiên này. Nếu mà có thể tập hợp được đủ 18 cây phiên kỳ này thì uy lực của nó lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nếu đã cùng âm la tông kết hạ đại cừu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đem tấm phiên này nhét vào trong túi chữ vật. Cho dù bảo vật này đối với hắn mà nói không có gì trọng yếu, cũng không thể để cho âm La Tông dễ dàng tập hợp đủ bộ bảo vật này. Các đời trước của âm La Tông cũng không phải chưa từng phát sinh qua việc phiên kỳ bị mất hoặc bị hủy, nhưng lấy thế lực của tông môn này thì nếu không phải là rất nhanh tìm về được thì chính là vẫn có thể luyện chế ra một cây phiên mới thay thế. Chẳng qua chuyện như vậy, âm La Tông cũng chỉ trải qua có vài lần thôi. Hiện giờ bị mất một vài cây, cho dù âm La Tông tài lực có hùng hậu đi nữa, nếu muốn luyện chế ra cái mới cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa cho dù có thể luyện chế ra, nếu muốn bồi luyện đến khi có uy năng nhất định, cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể làm được. Đi thôi, không biết trong số những người này đã có ai cướp được bảo vật chưa? Hàn Lập ngẩng nhìn về phía chấn ma tháp, thấp giọng nói thầm một câu, rồi dọc theo thềm đá bay xuống. Khuê Linh bay theo sát phía sau, hai bên thềm đá đều tồn tại các cấm chế do của tu sĩ thiết lập, nếu không nếu là có lối đi tắt thì đã có thể chạy tới chấn ma tháp sớm một bước. Lúc này đây, Hàn Lập đối với các dấu vết đánh nhau ở trên đường đều coi như không thấy, không bao lâu đã trở lại Bạch Ngọc Quảng Trường lúc trước, tiếp đó liền bước lên thềm đá thông tới chấn ma tháp đi tiếp. Lúc này đây, sau khi đã đi được một đoạn đường dài, phía trước lại xuất hiện một khu vực lộn xộn, khắp nơi đều là đá vụn và hố to. Hàn Lập cũng không thèm để ý tới, đang muốn tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên, Khuê Linh ở bên canh lại hô nhỏ một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về một nơi nào đó. Hàn Lập kinh ngạc dừng lại, hắn vẫn chưa cảm ứng được điều gì, ánh mắt đồng thời cũng nhìn theo. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện có chút dị thường, trong một đống hỗn độn che khuất, lại lộ ra một đoạn xương trắng nhàn nhạt. Tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy đó là một đoạn xương cánh tay lẫn trong đống đá lởm chởm. Tùy tiện phất tay áo một cái, một cỗ kình phong theo đó bay ra, đem đá vụn thổi bay đi, lộ ra một bộ xương trắng đang nằm sấp trên mặt đất. Hàn Lập Thần sắc biến đổi, trang phục trên bộ xương, còn búi tóc lại làm hắn cảm thấy quen thuộc dị thường rõ ràng là vị lão giả họ phú của cửu u tông trong tay bộ xương còn cầm một khỏa tử u châu nhưng đã bị vỡ rơi mất hơn phân nửa bộ dáng dường như đã bị phá hủy hoàn toàn hàn lập không nói gì chỉ là đôi mắt chấp động lẳng lặng nhìn không thể tưởng được mới khổ tâm luyện chế ra bồi anh đan nhưng hắn lại mất mạng ở nơi này con đường tu tiên thật đúng là tiền đồ khó lường qua một lúc lâu hắn mới khé thở dài một tiếng tựa hồ trong lòng phi thường phức tạp tuy rằng hắn cùng lão giả họ phú chưa có giao tình gì nhưng trước đó không lâu vẫn còn cùng một nhóm đi chung đường hiện tại không hiểu tại sao lại chết ở chỗ này thật sự làm cho trong lòng hắn có một loại cảm khái khác thường sao hàn đạo hữu nhận biết được người này sao người này chết tựa hồ có chút cổ quái rõ ràng mới chết không có lâu nhưng cả người huyết nhục lại quỷ dị mất đi trên đỉnh đầu cũng không có dấu vết của nguyên anh xuất khiếu xem ra ngay cả nguyên anh cũng không kịp thoát mà trên lưng còn có dấu vết do bảo vật thuộc loại đao kiếm lưu lại. Bộ dáng này của hắn có chút giống. Khuê Linh nhìn chằm chặp một cái vết thương trông rất quỷ dị phía sau lưng bộ xương, trần chờ nói. Bộ dáng có chút giống tình trạng những cái chết do bị thanh bảo nhận kia diệt sát mà âm la tông trưởng lão đã nói, ý ngươi muốn nói như thế phải không? Hàn lập thở dài một hơi nói, đúng vậy, nếu không tuy cũng có một số loại ma công đồng dạng cũng có khả năng chóc hê huyết nhục của tu sĩ, nhưng quyê không thể tạo thành dấu vết giống như vậy. Hơn nữa lúc trước tên âm la tông trưởng lão kia còn có thể để Nguyên Anh xuất khiếu chạy thoát, còn người này lại hoàn toàn bị tiêu diệt. Chẳng lẽ tên kia đích thực cầm trong tay ma long nhận? Nếu không, uy lực trước sau sao lại có sự tranh lệch rõ ràng như thế? Khuê Linh ngưng trọng nói, không đúng, ma long nhận tuy rằng có thể thông qua việc hấp thu huyết nhục, nguyên thần của các tu sĩ mà gia tăng uy lực, nhưng quá trình luyện hóa này phải tốn một thời gian rất dài. Trong thời gian ngắn nó không thể nào để tăng uy lực lớn đến như vậy hàn lập cân nhắc một chút lắc đầu nói điều này cũng đúng khuê linh hơi ngẩn ra có chút giật mình nói bản thân ta lại nghĩ vị này tứ tán chân nhân tựa hồ xuất thủ không có bất kỳ kiêng kỵ nào chẳng những âm la tông mà ngay cả người cửu u tông cũng đều dám ra tay hạ thủ đây không phải là việc mà một gã tán tu có thể làm hơn nữa lại ra tay giết các trưởng lão của ma đạo mà ngay cả thi thể cũng không thèm phá hủy chẳng lẽ hắn không sợ sau này hai đại ma môn liên thủ tìm hắn trả thù sao hàn lập ánh mắt nhìn thoáng qua bộ xương trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu trên người bộ xương cũng không còn chữ vật túi hiển nhiên viên bồi anh đan trong đó cũng đã rơi vào trong tay của tứ tán chân nhân khuê linh cũng vừa mới thoát khốn mà ra đối với tu tiên giới hiện giờ một chút cũng không biết tự nhiên đối với câu hỏi này cũng không biết trả lời như thế nào hàn lập suy nghĩ trong chốc lát cũng không thu được kết quả gì cuối cùng vẫn là đưa tay thả ra một đoàn hỏa cầu đem bộ xương biến thành cho tàn nói cho cùng cũng không nên để cho thi thể của lão giả họ phú phải phơi thây nơi dã ngoại chúng ta cũng nên cẩn thận một chút khẩu ma nhận kia sau khi cắn nuốt thêm một gã nguyên anh tu sĩ không biết lợi hại tới cái trình độ gì rồi đừng sơ ý lại gặp phải đồng dạng độc thủ hàn lập nhàn nhạt nói một câu liền dẫn đầu hướng lên núi mà đi nhưng thần sắc so với lúc trước âm trầm hơn rất nhiều khuê linh nghe vậy trong lòng cảm thấy rùng mình bộ mặt xấu xí vặn vẹo một chút liền cười lạnh một tiếng rồi đi theo sau tiếp tục hướng phía trên đi lên, Hàn Lập cùng Khuê Linh cũng chưa có gặp thêm cái gì dị thương, rốt cuộc đi tới bậc đá cuối cùng. Nói là cuối, kỳ thật cũng không đúng, bởi vì các bậc đá tiếp theo lại hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Trước mặt bọn họ lộ ra một nửa vách đá, đỉnh núi ở phía sau toàn bộ dường như bị một bàn tay sắc xảo điêu luyện gọt bay đi mất. Ngước nhìn vách núi phía xa xa, lại nhìn xuống dưới thấy một đáy vực sâu không thể lường được, hàn lập sờ sờ cầm, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm xem ra những người khác đều đã đi xuống không ngờ trấn ma tháp lại thực sự lún xuống dưới cũng không biết phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì khuê linh mặc dù đã nghe nói qua nhưng nhìn dị tượng trước mắt trên mặt vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc khuê đạo hiếu người có biết trong trấn ma tháp này trước kia dùng để chấn áp loại ma vật nào không hàn lập bỗng nhiên hướng khuê linh hỏi một câu cái này thiếp thân cũng không rõ lắm năm đó ta cũng chỉ là yêu thú thủ hộ côn ngô sơn mà thôi cổ tu sĩ như thế nào lại nói cho chúng ta Chẳng qua, lúc trước khi ta vẫn còn chưa bị chuyển rời ra ngoài, đích xác cảm ứng được một cỗ ma khí cực kỳ cường đại từ trong côn ngô sơn xuất hiện ra nhưng sau đó lập tức lại biến mất không thấy, hẳn là bị phong ấn trong tháp. Đáng tiếc lúc đó tu vi của ta còn quá thấp, chỉ có thể cảm thấy ma khí kia phi thường cường đại, căn bản không thể đoán được chủ nhân của ma khí cụ thể tu vi cỡ nào. Khuê Linh hơi một chút do dự rồi thành thật trả lời. chương 1030, huyết đao, quên đi, cho dù tên yêu ma kia có cường đại hơn nữa, bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng thập phần suy yếu. Huống hồ đi xuống dưới đó cũng có không ít hậu kỳ tu sĩ, đủ để ứng phó hết thảy hàn lập nhìn sâu xuống đáy vực, lạnh nhạt nói. Rồi sau đó gọi Khuê Linh một tiếng, hai người liền bay xuống phía dưới. Nay rơi xuống, mới biết vực này sâu không lường được. Uất chừng bay xuống khoảng thời gian uống cạn một chén trà, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy. Hàn lập cảm thấy buồn bực, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Lúc này bọn họ đang đi qua một chỗ tối tăm không có một chút ánh sáng, nhìn ra xung quanh bốn phía chỉ toàn là một màu đen, không thể nhìn đi quá xa. Nhưng thật ra nếu ngẩng đầu nhìn lên phía trên, có thể thấy được một tầng bạch quang mơ hồ ẩn hiện. Nếu là tu sĩ bình thường, tại địa phương này dưới sự hạn chế của thần thức, khẳng định chỉ có thể nhận thấy được động tĩnh phụ cận xung quanh hơn 10 trượng mà thôi. Nhưng Hàn Lập ở nơi đây, lại đem Minh Thanh Linh Mục Thần Thông mở ra, trong mắt Lam Quang chấp lóe không ngừng, đem phụ cận mấy trăm trượng thu vào trong mắt cũng không biết bay xuống được bao lâu, đột nhiên Khuê Linh bỗng nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hàn đạo Hữu Rốt cuộc chúng ta cũng tới rồi. Hàn lập nghe vậy bay xuống một đoạn, nhìn kỹ. Quả nhiên phía dưới cách đó không xa có vài tia quang mang phát ra, mơ hồ nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn đổ sộ. Thần sắc khẽ động, khi hắn đang muốn tới gần nhìn rõ ràng hơn. Chợt trong mắt dư quang đảo qua, dường như nhìn thấy có một cái gì chợt lóe lên. Một đạo huyết hồng lóe lên dựa vào bóng đêm vô thanh vô tức bay tới. Hàn Lập ngay lập tức cảm thấy một mùi huyết tinh nồng nặc ập đến trước mặt, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn ói ra. Tứ tán chân nhân, Hàn Lập cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới người này, trong lòng cảm thấy rùng mình. Huyết quang nhanh như tia chớp, chợt lóe lên hiện ra ngay trước mắt. Nếu không phải Hàn Lập vẫn đang cảnh giác cao độ, chỉ sợ ngay sau khi phát hiện đối phương, cũng chỉ khoanh tay chờ chết mà thôi. Lúc này hắn cũng không có một chút lưỡng lự giơ tay lên, một cái tiểu thuẫn trên mặt ngân quang lóng lánh hiện ra chắn ở phía trước. Chính là nguyên cương thuẫn, tiểu thuẫn nhanh chóng phóng lớn, một tầng bạch quang từ trong tiểu thuẫn hiện ra bao trùm lên người hàn lập bảo vệ hắn trong đó. Huyết quang trong nháy mắt cuốn tới, bao phủ hàn lập vào trong đó. Keng một tiếng vang lên, trong huyết quang bỗng hiện ra một thanh hung đao dài hơn trường, hung hăng chém lên quang cháo. Đao này kiểu dáng kỳ lạ, rộng không quá hai ngón tay, thân mỏng như tờ giấy, huyết quang chấp động một cách yêu dị. Quang cháo sau khi nhoáng lên một cái thì liền vỡ vụn huyết đao thuận thế trực tiếp chém lên trên mặt nguyên cương thuẫn. Trên thuẫn quang mang chợt lóe, mặt thuẫn trở lên bóng loáng giống như một chiếc gương. Nhất thời huyết quang cùng ngân quang lóe lên đan xen lẫn nhau, rằng co tại chỗ nhau. Hàn lập thần sắc hòa hoãn, trong lòng vừa định buông lỏng, lúc này huyết đao lại không chút dấu hiệu báo trước, bất ngờ uốn cong lại, giống như một con độc xà vòng qua theo một bên cạnh cương thuẫn đi tới, động tác lưu loát quỷ dị, cơ hồ làm cho người ta khó có thể tin được. Hàn lập giống như bị độc xà cắn, thân hình chợt bắn nhanh về phía sau, đồng thời 10 đầu ngón tay nhằm vào huyết đao không ngừng đánh tới. Phanh, phanh, những tiếng động liên tiếp vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh liên tiếp bắn ra, lại bị các đạo phong nhận của huyết đao toàn bộ đánh tan. Mà lúc này huyết đao ngay cả một chút dừng lại cũng không có lao thẳng tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt trắng bệch, chợt há mồm, phun ra một vật đang được trong một đoàn thanh quang từ trong miệng bay ra. Keng một tiếng giòn tan vang lên, huyết đao lại không thể tiếp tục chém được vật kỳ lạ đang được vây trong thanh quang, rốt cuộc đã bị cản lại. Vật được vây trong thanh quang bao đang chậm rãi chuyển động chính là hư thiên đình. Di xa xa trong bóng đêm truyền đến một thanh âm của người mang đầy vẻ kinh ngạc. Mà hàn lập nhân cơ hội này, sau lưng hiện ra phong lôi xí, hai cánh mở ra, lập tức điện quang chớp động đã hiện ra tại chỗ cách đó hơn 10 trường, sau đó khoát tay một cái, nguyên cương thuẫn cùng hư thiên đỉnh lập tức bay vụt tới trước người. Lúc này ở phụ cận một đám huyết quang lại không chút khách khí từ bốn phương tám hướng nhất tề hướng về phía Hàn Lập lao tới mang theo mùi tinh khí nồng nặc, cơ hồ làm cho người ta không thể hít thở nổi. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng hai tay bắt quyết niệm thần chú, trên thân nổi lên một tiếng lôi minh, một tầng kim sắc điện hồ nháy mắt hiện ra. Xung quanh bốn phía huyết quang khi bị tầng điện quét qua nhất thời đều tán loạn, làm cho huyết quang vô phương tiếp cận Hàn Lập. Ích tà thần lôi, trong bóng tối người nọ nhìn thấy tình hình này, càng thêm kinh hãi, Biết rằng lần này mình đã đụng phải một đối thủ khó giải quyết. Tứ tán chân nhân, Hàn Lập hướng mắt nhìn bóng người ở phía xa xa kia, trong miệng lạnh lùng nói một câu. Người nọ cũng không có trả lời, huyết đao phát ra từng trận vù vù, đột nhiên mảng huyết quang hướng hắn công kích nhất thời nhanh chóng quay về. Sau đó trong bóng đêm chợt thấy một bóng người nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang hướng xuống phía dưới phi độn mà đi, sau một lát đã biến mất trong bóng đêm dày đặc không thấy đâu nữa. Đạo hữu không sao chứ? màn đánh lén vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt khuê linh phảng phất cảm thấy việc xảy ra quá bất ngờ nên không kịp ra tay giờ phút này cảm thấy lo sợ bất an tiến tới hỏi một câu sợ hàn lập có ý trách cứ không sao cả quả nhiên có vài phần giống ma long nhật nếu không phải cương thuẫn của ta có thể ngăn chặn cùng phản hồi một bộ phận công kích bảo vật bình thường chỉ sợ sớm đã bị chém ra làm hai rồi hàn lập bình tĩnh nói đưa tay ra lấy nguyên cương thuẫn cầm vào trong tay đưa đến trước mặt nhìn thoáng qua thấy trên mặt cương thuẫn lúc này xuất hiện một vết đao ngân thật sâu. Hàn lập khóe mắt không khỏi nheo lại, ánh mắt mang vẻ âm trầm. Linh lực trong tay không ngừng chút vào cương thuẫn, trên mặt cương thuẫn ngân quang lưu chuyển, vết đao ngân dưới sự lưu chuyển của linh quang dần dần khép lại rồi biến mất. Hàn lập lật tay đem cương thuẫn thu hồi, sau đó miệng hé ra hút hư thiên đỉnh vào trong miệng. Hàn đạo hiếu, không biết có nhìn rõ được diện mạo của tên kia hay không? Khuê Linh nhịn không được hỏi một câu, không rõ, nên kia cả người đều được linh quang che phủ, ta cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu qua linh quang nên cũng không rõ đối phương rốt cuộc có phải là tứ tán chân nhân hay không. Nhưng tu vi của đối phương đích xác cũng không có quá cao. Hàn Lập chậm rãi nói, sau đó cúi đầu nhìn xuống tòa kiến trúc cao lớn đen tuyền ở phía dưới, hai mắt nheo lại trầm ngâm không nói gì. Khuê Linh cũng không biết Hàn Lập đang cân nhắc chuyện gì, tuy rằng rất muốn ngay lập tức đi xuống, nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên chờ. Khuê đạo hữu, chuyện vừa nãy ngươi do dự ta coi như là lần đầu tiên xảy ra, có thể bỏ qua. Nhưng hy vọng lần sau, tại thời điểm nên phải ra tay, trong lòng không nên tồn tại những ý nghĩ khác trong đầu. Hàn Lập cũng không có ngẩng đầu lên rồi thản nhiên nói, sau đó cũng không chờ Khuê Linh giải thích, liền hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng xuống phía dưới bay đi. Số phụ đầu tiên là trong lòng kinh hãi, nhưng thấy Hàn Lập có vẻ sẽ không gây bất lợi đối với nàng, trong lòng cũng cảm thấy buông lòng, nhưng người thì nhất thời đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi liên tục, Biết mình vừa rồi trong lòng còn tồn tại một chút tâm tư gây rối, rốt cuộc do một bộ phận tinh hồn đang bám vào bản mệnh bài trong tay đối phương nên bị đối phương cảm ứng được. Một lúc lâu sau, xấu phụ cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ hóa thành một đạo độn quang hướng Hàn Lập đuổi theo. Hàn Lập lúc này đang đứng trên một cái bình đài hình vuông thật lớn, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Trừ bỏ một thềm đá hướng xuống dưới ở trong một góc tối tăm cách đó không xa, ngoài ra vẫn chưa lối vào nào khác. Chấn tháp tựa như nơi này không giống tháp hàn lập thì thào nói hai câu lúc này khuê linh cũng vừa phi thân tới đứng ở phía sau hắn vừa nghe thấy hàn lập nói vậy liền bước lên phía trước giải thích đạo hữu không biết trấn tháp này cùng với bảo tháp của thế tục không giống nhau cổ tu sĩ lúc xây dựng tháp này có chút đảo ngược đỉnh tháp thì hướng xuống dưới còn chân thì lại ở bên trên mà yêu ma bị giam ở trong tháp càng xuống phía dưới lại càng lợi hại thì ra là thế hàn lập cảm thấy giật mình gật gật đầu lại tiếp tục nhìn ra bốn phía xung quanh giống như không chút để ý vừa rồi hắn đã cảnh cáo đối với xấu phụ này vẻ mặt cũng không có cái gì khác thường việc này ngược lại khiến cho trong lòng khuê linh đối với hàn lập càng thêm thiêng kỵ đưa tay ném ra một viên nguyệt quang thạch phiêu phù ở trên đỉnh đầu hàn lập gọi khuê linh một tiếng rồi bước lên thềm đá hai người rốt cục cũng tiến nhập vào trong trấn ma tháp mấy tầng đầu của trấn ma tháp phi thường to lớn cũng vô cùng yên tĩnh ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không có hiển nhiên là đã bị những tu sĩ tiến vào trước đó giết chết không còn một mảnh. Chính là càng tiến vào dấu vết đánh nhau cũng càng nhiều hơn. Xem ra vì không cho người khác tiến nhập tiếp vào tầng phía dưới, nên sự tranh đấu giữa các tu sĩ này càng thêm kịch liệt. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, thì xuất hiện thi thể của một tên mặc quần áo hộ vệ bên cạnh một cây cột đá. Hàn Lập đứng ở bên cạnh xem xét một lúc lâu, rốt cuộc xác định mình không biết người này, xem ra là người của nhóm tu sĩ Diệp Gia. Chẳng qua người này thiên linh mở rộng do Nguyên Anh xuất khiếu gây ra, nhưng cũng không biết có thành công chạy thoát hay không. Hay là trong lúc hỗn loạn đã bị người giết chết, tiếp tục đi xuống tầng thứ tư, tại tầng này cũng không có phát hiện thêm cái gì. Nhưng khi tiến vào tầng năm lại thấy thêm hai cỗ thi thể nữa. Trong đó có một cỗ toàn thân xanh biếc, giống như chúng phải kỳ độc mà chết, bộ mặt phù thũng sớm đã không nhìn ra tướng mạo vốn có. Một cỗ thi thể khác lại chính là tên đại hán tu sĩ trong nhóm tán tu mà lúc trước Hàn Lập để ý, chẳng qua lúc này chiếc đầu của hắn bị rơi sang một bên còn thân thể đã bị ai đó dùng phi kiếm chém thành bảy tám mảnh nhìn vẻ mặt đại hán vẫn còn hiện lên bộ dáng đầy kinh ngạc tựa hồ trước khi chết vẫn không hiểu mình tại sao lại bỏ mạng ở nơi này hàn lập tuy rằng trong lòng đầy kinh hãi nhưng cũng không có vì vậy mà dừng lại không đi tiếp sau khi tiện tay đem thi thể hóa thành cho tàn liền ngưng trọng mang theo khuê linh cùng tiến vào tầng thứ sáu kết quả khi vào đến tầng này hắn gặp phải một người không ngờ còn sống đó là một cung trang nữ tử đang bị phong ấn trong một khối băng thật lớn. Chính là Bạch Giao Di, nữ tử lúc này một tay đang bắt quyết niệm thần chú, còn tay kia đang cầm một thanh phi kiếm trong suốt, hai mắt thì khép hờ. Nếu không phải cách lớp băng có thể cảm ứng được một tia dao động linh khí mỏng manh thì thoạt nhìn, khuôn mặt nàng lúc này đang tái nhợt dị thường, Hàn Lập cơ hồ nghĩ rằng nữ tử này cũng đã sớm bỏ mạng rồi. Hắn cũng không có vội vàng phá giải phong ấn ngay, mà là cẩn thận dùng thần thức đảo qua một lần, sau khi không phát hiện thêm cái gì khác lạ, mới nhẹ nhàng nhấc tay hướng lên khối băng ấn một cái. Phốc suy một tiếng, một tầng tử sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra đem khối băng bao vào trong, sau đó khối băng vốn cực lớn này, trong nháy mắt hàn khí đã bị băng diễm hấp thu gần hết. Trong nháy mắt, khối băng nhanh chóng thu nhỏ lại, một lát sau, Bạch Giao Di cuối cùng cũng được thả ra khỏi khối băng lớn. Sau khi một tầng hàn băng cuối cùng trên nữ tử biến mất, Bạch Giao Di lông mi khẽ chớp chớp hai cái, sau đó hai mắt liền mở ra. Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Lập đang đứng ở phía trước. Nguyên bản Ngọc Dung đang có chút khẩn trương, nhất thời buông lỏng. Nguyên lai là Hàn Huynh, ta còn tưởng rằng là người khác. Nữ tử suy yếu khẽ cười, tựa hồ hiện giờ nguyên khí tổn hao cũng không ít. Ta nhớ không lầm thì bạch đạo hữu tu luyên chính là công pháp băng thuộc tính, không biết vì sao lại tự đóng băng lên chính bản thân mình vậy. Hàn Lập hơi khẽ nhíu mày, nhìn lên khuôn mặt của nữ tử, chậm rãi hỏi. Trường 1031, Bát Linh Thước bản thân ta quả thật đã bị trọng thương vì cự địch đã phải mang bản mệnh phi kiếm cùng huyền băng hàn khí thả ra lúc ấy thật hỗn loạn những người khác cùng với những kẻ đả thương ta bởi vì muốn mau chóng tiến vào tầng tiếp theo cho nên ta mới may mắn tránh được một kiếp bạch sao di vội nói trong lòng vẫn còn sợ hãi ồ vậy sao nghe đạo hữu nói thì dường như ngươi cũng không biết người xuất thủ hàn lập nhíu mày hỏi một câu người nọ chắc hẳn phải thuộc nhóm tu sĩ kia lúc ấy ta đang cùng một tên khác đối chiến bất phân thắng bại thì bị người nọ âm thầm đánh lén huyền băng này biến thành cự băng trừ phi là hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay phá đi nếu không trong nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ tuy nhiên ta lại bị trọng thương cũng không cách nào phá vây mà ra thật may mắn gặp được hàn đạo hữu xuất thủ cứu giúp nếu không để một lúc nữa hậu quả hẳn không chịu nổi hàn huynh ra tay thật lợi hại chỉ giơ chân nhấc tay đã đem hàn khí này phá vỡ trên mặt bạch giao di hiện lên một tia dị sắc, không có gì, chỉ là nhấc tay nhấc chân mà thôi. Không biết bạch đạo hữu đến đây như thế nào, hàn lập lơ đáng hỏi, lúc ấy ta cùng phú đạo hữu chia tay hàn huynh, chúng ta đi tìm kiếm một số chỗ ở côn ngô sơn, cũng thu hoạch được một ít. Bọn ta đã muốn rời đi nhưng tuyệt đối không ngờ ở bên trong chấn ma tháp lại đột nhiên xuất hiện thiên tượng dị bảo kinh người như vậy. Cũng bởi vì lòng tham của hai người chúng ta xuất hiện, mà xui quỷ khiến thế nào lại chạy đi tham gia, Kết quả nửa đường gặp phải rất nhiều tu sĩ cùng nhau chạy tới trấn ma tháp. Bên trong lại có âm la tông chờ sẵn, cũng có một tu sĩ khác mở ra phong ấn, còn có ngân sĩ giả dạ xoa cùng vài tên tán tu. Kỳ thật lúc đó nhìn thấy nhiều tu sĩ đại thần thông ở giữa sân như vậy, hai người chúng ta đã thấy hối hận muốn rời đi. Nhưng lúc ấy có người công kích hai chúng ta, cứ như vậy chúng ta bị quấn vào trong đó, ta bị người đuổi giết, phải chạy tới nơi này, nhưng không thấy bóng dáng phú đạo hiếu ở trên đường xem ra đã tìm được cơ hội thoát khỏi trận hỗn loạn này bạch giao di vô cùng thức thời đem những gì mình đã trải qua nói với hàn lập đồng thời ánh mắt dừng lại trên người xấu phụ đánh giá vài lần sắc mặt có chút bất an hiển nhiên nàng cảm ứng được yêu khí đáng sợ trên người khuê yêu thú bạch đạo hữu không cần băn khoăn khuê linh đã đáp ứng cùng ta liên thủ nếu không hàn mỗ chỉ có một mình làm sao dám đến đây hàn lập nhìn thấy vẻ kinh nghi của nàng mỉm cười nói Quê Linh lúc này cũng mỉm cười, hóa ra là như vậy, tài trí của Hàn huynh thật hơn hai kẻ hồ đồ chúng ta. Bạch sao Di tuy không tin số phụ cùng Hàn Lập có quan hệ như bọn họ nói nhưng trong lòng cũng buông lòng. Tuy nhiên trên đường tới đây ta đã thấy Phú Đạo Hữu. Hắn đã ngã xuống, Hàn Lập nghiêm sắc mặt, nói ra tin tức lão giả họ Phú ngộ hại. Phú Đạo Hữu đã bỏ mình, Bạch sao Di chấn động, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, ta đã đem thân thể xử lý một chút, ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy thoát đúng rồi vừa rồi người ở trong băng có cảm ứng được người nào đi qua nơi này không hàn lập đột nhiên nhớ tới người trong tay cầm đao kia hàn quang trong mắt chợt lóe lên những người khác không cảm ứng được sao thế chẳng lẽ có tu sĩ khác vào được sao bạch giao di ngẩn người ra không biết vì sao hàn lập lại hỏi như vậy nếu như vậy không có việc gì bạch đạo hữu nguyên khí bị hao tổn không nhỏ hiện tại không biết có tính toán gì không biết xuất phát từ lo lắng gì hàn lập trầm ngâm một cũng không có đem việc tứ tán chân nhân nói ra mà quay đầu nhìn tầng cửa hỏi nàng một câu mặc kệ nơi này còn có bảo vật như thế nào ta cũng không có vọng tưởng nữa ta chuẩn bị lập tức rời đi ở bên ngoài chờ khe hở một lần nữa mở ra bạch giao di nói không chút lưỡng lự như vậy cũng tốt ta cùng bạch đạo hữu chia tay ở đây tại hạ đối với bảo vật này còn có chút hứng thú đối với việc bạch giao di muốn rời đi hàn lập không cảm thấy ngạc nhiên cũng nói lời cáo từ nếu hàn huynh tin tưởng như vậy thiếp thân cũng không khuyên nhiều. Bảo trọng, Bạch Giao Di nghe xong Hàn Lập nói như vậy, cười khổ một tiếng nói. Bạch Đạo Hữu cũng bảo trọng, hai tay Hàn Lập ôm quyền, thân hình nhoáng một cái đã thấp thoáng ở phía xa. Khuê Linh không nói gì, đi theo phía sau, Bạch Giao Di nhìn theo, khẽ thở dài một tiếng, lập tức lấy trong túi chữ vật ra một bình thuốc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ để dùng. Đi xa hơn 20 trượng, Hàn Lập dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu hỏi lại một câu từ phía xa xa bạch đạo hữu hàn mỗ từ lâu đã nghe thanh danh tiểu cực cung nếu may mắn muốn đi bái phỏng một lần hàn huynh trêu cười rồi bổn cung đương nhiên hoan nghênh hàn đạo hữu tới bạch giao di ngẩn người một lát rồi lập tức mỉm cười trả lời có những lời này của bạch đạo hữu hàn mỗ yên tâm rồi hàn lập cười cũng không quay đầu lại rời đi bạch giao di chờ thân hình hàn lập biến mất ở lối vào khuôn mặt tươi cười dần thu liếm lại trên khuôn mặt xuất hiện sự trầm ngâm Nàng tuy rằng sảng khoái đáp ứng như vậy nhưng cũng ngạc nhiên không biết vì sao Hàn Lập lại muốn đến tiểu cực cung. Tầng thứ bảy chính là chỗ lúc lúc trước mấy người đại chiến lệ quỷ. Lúc này trống rỗng không một bóng người, Hàn Lập cùng Khuê Linh tìm được một thạch thất nhỏ thông lên tầng tám. Hắc bạch hai tiểu hình truyền tống trận rõ ràng ở chỗ này. Nhìn truyền tống trận trước mắt, Hàn Lập sờ sờ cầm, mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Ngân Nguyệt, ngươi phải làm gì, hai truyền tống trận này đều là truyền tống trận cự ly ngắn, có thể là đi tới tầng tiếp theo. Không phải có đồ vật gì gọi ngươi sao, ngươi có thể cảm ứng được gì hả? Hàn lập dùng thần thức hỏi Ngân Nguyệt, thật kỳ quái, ta thấy hai truyền tống trận này có gì đó rất quen thuộc. Chẳng qua cái màu trắng kia có cảm giác mạnh hơn một chút. Ngân Nguyệt chậm rãi trả lời, như vậy là đủ, chúng ta sử dụng truyền tống trận này. Cái màu đen kia ẩn chứa một cỗ tà khí, làm cho ta không thoải mái. Im lặng trong chốc lát, Ngân Nguyệt bình tĩnh nói, tiếp theo, Hàn Lập không nói lời nào, đi vào trong truyền tống trận màu trắng. Khuê Linh thấy Hàn Lập làm như vậy, cũng không hỏi nhiều, đi vào. Một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận, quang mang lóe lên, bọn họ biến mất trong bạch quang. Thần hình vừa xuất hiện ở tầng thứ 8, Hàn Lập cùng Khuê Linh đồng thời hình thành một cương thuẫn phía trước, một người trong nháy mắt hiện ra chiến giáp màu đỏ. Dù sao cũng không biết bên này truyền tống trận có người ôm cây đợi thỏ hay không, dựa vào sự lịch duyệt của hai người cũng không mắc phải sơ sót này vẫn chưa có công kích nhưng từng tràng tiếng gầm rú giống như sóng gầm truyền đến. Vừa rời khỏi truyền tống trận, Hàn Lập đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Nhất thời ngẩn cả người, tình hình trước mắt thật sự rất hỗn loạn, trên không trung, phi kiếm, pháp bảo bay đầy trời. Linh quang bạo liệt, độn quang bay vùn vụt, Hàn Lập vội vàng đảo qua, liền thấy hơn 10 đạo nhân ảnh. Trong đó có ngân sĩ dạ xoa, tu sĩ họ từ, thiên lan thánh nữ cùng với hai nàng hóa tiên tông ở trong đó. Ngoài ra còn có vài gương mặt tu sĩ xa lạ, xem ra là diệp ra tu sĩ, hoàn toàn không có bóng dáng đám người cát thiên hào, không biết ở giữa đường có bị ai tiêu diệt hay không. Nhưng hiện tại chưa thấy đến, giờ phút này các tu sĩ vẫn chưa công kích nhau mà phân tán ở bốn phía của cung điện. Phụ cận cung điện có một cự trận lớn cùng hơn 10 tế đàn. Mỗi một tế đàn đều có một người đá bằng ngọc cao vài trường. Những người đá này mặc kim giáp, hai tay cầm kim sắc cự nhận thật lớn. Tất cả đều rất sống động. Chúng phối hợp với cấm chế, bổ ra từng đạo kim quang dài, cùng tấn công các tu sĩ. Ánh mắt của những tu sĩ ở phụ cận không dừng ở những thạch khôi lỗi này mà không ít người vừa công kích vừa thỉnh thoảng nhìn lên phía trên cung điện. Ở phía trên cung điện hơn 10 trượng có chiếc thước kỳ lạ đang lơ lửng, tỏa ra linh quang màu xanh nhạt. Thước này dài nửa thước, kiểu dáng cổ xưa, chậm rãi chuyển động không ngừng. Nếu là như vậy, chỉ là một kiện bảo vật bình thường. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, cũng không dẫn tới sự chú ý của nhiều tu sĩ như vậy. Mấu chốt là sau khi một thước chuyển động một vòng, phụ cận liền hiện lên vô số đóa hoa sen màu bạc, nửa thật nửa giả, chậm rãi hiện ra. Ở trong hoa sen còn có ảo ảnh những linh thú lớn nhỏ không đồng nhất, như ẩn như hiện, ngửa đầu phát ra tiếng kêu, dường như tế bái thước này. Giác thú, bát kỳ lộc, kim lân dao, hàn lập sau khi phân biệt, không khỏi hít một hơi linh khí thật sâu. Đó là linh ảnh, nhưng một trong số đó không phải thượng cổ đại danh yêu thú. Bát linh thước, không nghĩ tới Côn Ngô Tam lão lại đem linh bảo này tới linh giới. Hàn Lập chưa kịp phản ứng, Khuê Linh đứng một bên lẩm bẩm nói. "Bát linh, Hàn Lập nhất động, Bát linh thước cũng là một trong những thông thiên linh bảo đứng đầu. Chỉ là ở thời xa xưa cũng không được vận dụng nhiều cho nên thanh danh của bảo vật này không nổi. Nhưng nếu có thể trở thành thông thiên linh bảo, uy lực khẳng định không phải nhỏ." Ngân Nguyệt chậm rãi nói như thế nào ngươi không sao chứ hàn lập nhíu mày nhận thấy sự khác thường trong thanh âm của ngân nguyệt không biết rất kỳ quái rõ ràng lúc đầu ta không biết bảo vật này nhưng vừa rồi trong đầu lại hiện ra một chút tin tức về bảo vật này hơn nữa cung điện kia giống như có cái gì đó đang gọi ta về không không phải đồ vật này cũng không phải người thân cận đang gọi ta về đó là một nửa khác của ta ngân nguyệt dường như thần thức hoảng hốt nói năng có chút lộn xộn hàn lập nhíu mày đang muốn cẩn thận nghe Ngân Nguyệt nói gì đó thì đám người thanh niên họ từ cùng ngân xí dạ xoa và mấy yêu vật đều phát hiện Hàn Lập đã đến. Nhất thời hơn người ánh mắt thù hằn hoặc kinh nghi đồng thời nhìn tới. Trong lòng dùng mình, Hàn Lập tự nhiên không có cố hỏi Ngân Nguyệt cái gì. Tinh quang trong mắt lóe lên, bước ra khỏi truyền tống trận, tiếp theo đó thân hình bay lên. chương 1032, Liên Thủ, không nghĩ tới Hàn Đạo Hữu còn dám xuất hiện ở nơi này, từ mỗ thật sự bội phục. Thanh niên cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra một đạo ngân quang đem thạch nhân trước mặt đánh nát rồi mở miệng nói sao lại không dám tới hiện tại linh bảo ở trước mặt đạo hữu còn tâm tư tìm tại hạ gây phiền toái sao hàn lập trả lời một câu ánh mắt thoáng nhìn qua chỉ thấy bạch quang ở trên tế đàn chợt lóe lên thạch nhân bị đánh nát kia chậm rãi ngưng tụ lại như lúc ban đầu cũng tiếp tục huy động kim nhận trong tay xuất ra đao quang đánh về phía không trung trong lòng hắn có chút kinh ngạc nghe xong những lời này của hàn lập vị đại tiên sư thiên lan thảo nguyên chợt hiện lên sát khí trên mặt đang muốn nói gì đó nhưng ngân xí dạ xoa ở phía xa mở hai cánh ra thản nhiên nói các hạ chẳng lẽ đã quên ân oán cùng tại hạ tuy rằng bảo vật trước mắt ta cũng cũng không ngại xử lý một chút ân oán cá nhân trước lời này vừa dứt sư cầm thú cũng cúi đầu phát ra tiếng kêu tỏ vẻ uy hiếp thật sao hàn lập nghe xong những lời này không chút sợ hãi mỉm cười khuê linh ở bên cạnh tiến lên đứng sóng vai cùng hàn lập Điều này làm cho khuôn mặt của ngân sĩ giả xoa khẽ thay đổi. Khuê đạo hiếu, người có ý gì? Vì sao lại ở cùng một chỗ với nhân loại tu sĩ này? Ý gì? Người đã biết mà vẫn còn giả bộ hồ đồ. Lão nương bị các người lợi dụng, chỉ lo bản mệnh bài của mình, mặc kệ sống chết của lão nương. Hiện tại bản mệnh bài của ta đang ở trên tay người khác, không muốn hồn phi phách tán thì chỉ còn cách nghe lệnh làm việc. Hai mắt khuê linh chợt lóe hung quang, đột nhiên chỉ vào ngân sĩ giả xoa ở phía xa, chửi ầm lên màn này làm cho tất cả các tu sĩ đều ngạc nhiên ngân xí dạ xoa lộ ra vẻ xấu hổ sư cầm thú ở một bên đang gầm nhẹ cũng lập tức ngậm miệng lại lại nói tiếp tam yêu này sống đã lâu tự nhiên cũng có giao tình với nhau có thể nói nhị yêu thật ra cũng muốn giúp xấu phụ này lấy lại bản mệnh bài nhưng tình hình lúc ấy rất đặc thù bọn họ có thể cướp lại bản mệnh bài của mình đã là may mắn lắm rồi thật sự không thể bận tâm tới bản mệnh bài của khuê linh huống hồ hàn lập cũng không phải là kẻ khôn lỏi Bảo vật vừa tới tay đã lập tức ly khai, bọn họ lại bị vây khốn ở tứ tượng xích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Lập chạy trốn. Khuê đạo hữu yên tâm, hai người chúng ta sẽ giúp ngươi đoạt lại bản mệnh bài. Ngân sĩ giả dạ xoa khôi phục lại thần sắc như lúc ban đầu, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập rồi nói. Đã tới tình cảnh này, nói như vậy còn được gì nữa? Lão nương hiện tại không thể không nghe lệnh, nếu các ngươi chống lại người kia, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Khuê Linh căn bản không nhận tình, chừng mắt nói ngân sĩ giả dạ xoa nghe vậy cười khổ một tiếng không có nói gì nữa nhưng hung hăng nhìn hàn lập hàn lập thần sắc như thường như không thấy việc đó trong lòng đồng thời cũng quyết định chủ ý nếu như ngân sĩ giả dạ xoa thực sự tìm mình gây phiền toái không thể để khuê linh cùng hắn chống lại hàn đạo hiếu không biết kết quả trận chiến với cản lão ma như thế nào lão ma này cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện hay là hắn đã mất mạng trong tay đạo hiếu một phu nhân của hóa tiên tông bỗng nhiên cười nói lời này làm cho tất cả các tu sĩ khác đều động dung hóa ra lúc ở bắc cực nguyên quang người dình coi trận chiến của chúng ta là phu nhân còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của phu nhân nghe thấy phụ nhân hỏi một cách không hảo ý như vậy khóe mắt hàn lập khẽ giật lập tức đảo qua đối phương cùng nữ tử xinh đẹp bên cạnh đối phương rồi hỏi ở đây không biết hai người chúng ta cũng chỉ có hàn huynh thiếp thân xuất thân từ nam cương hóa tiên tông cũng có thể xem như là nửa địa chủ ở nơi này nhưng thật ra gương mặt Hàn Huynh rất xa lạ, không phải đại tấn tu sĩ chúng ta. Một phu nhân trang điểm xinh đẹp, thân hình hấp dẫn, gương mặt bình thường nhưng có thêm vài phần phong tình, ở sâu trong hai mắt là sự lạnh lẽo. Lai lịch của tại hạ dường như không quan hệ gì tới sự tình trước mắt. Thật ra Hàn Mỗ khi ở Côn Ngô Điện đã được nhị vị đạo hữu chiếu cố một phen. Về phần Càn Huynh chỉ cùng tại hạ luận bàn một chút mà thôi, cuối cùng cũng rời đi. Càn đạo hữu còn chưa có đến đây sao? Hàn Mỗ còn tưởng rằng hắn đã tới trước hàn lập nói mặt không đổi sắc khiến cho khuê linh đứng ở bên cạnh nghe thấy trong lòng không biết nói gì trong lòng một phu nhân mặc dù còn có chút hoài nghi nhưng nếu nói hàn lập có thể đánh chết đại danh đỉnh đỉnh càn lão ma kia thì nàng cũng không thể nào tin được cho nên sau khi nghe hàn lập trả lời như vậy chỉ che miệng cười không nói gì nữa một vài tên tu sĩ gương mặt xa lạ khác thấy vậy cũng bắt đầu coi trọng người mới xuất hiện là hàn lập nháy mắt lui về phía sau một chút đình chỉ công kích pháp trận thạch khôi lỗi trong đó một gã nguyên anh hậu kỳ nho sinh mặc áo bào trắng, ánh mắt chợt lóe lên, môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Hàn Lập. Vị đạo hữu này, dường như người cũng những người ở đây có chút ân oán. Tại hạ là Diệp gia đại trưởng lão, chấp trưởng nhất mạch đại tấn hoàng tộc. Đạo hữu có hứng thú cùng Diệp gia liên thủ không? Diệp gia chúng ta chỉ cần chuôi bát linh thước này, toàn bộ các bảo vật khác trong cung điện thuộc về đạo hữu. Không biết ý đạo hữu thế nào? hàn lập nghe xong những lời này thấy thật hấp dẫn nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì cũng không trả lời gì đạo hữu đừng nghĩ diệp ra chúng ta có lòng tham cho dù đạo hữu may mắn có được bảo vật này nhưng thế đơn lực yếu cũng không giữ được lâu đâu nho sinh vừa thấy hàn lập trầm ngâm liền nói tiếp hơn nữa còn có thể sử dụng cao gia yêu thú mượn sức của chúng hàn lập cuối cùng cũng động dung mở miệng truyền âm diệp ra các ngươi là đệ nhất thế gia của đại tấn cần gì một ngoại nhân như ta giúp đỡ hơn nữa không phải các người có hai gã đại tu sĩ cũng tiến vào trong núi này sao không biết một vị khác đang ở chỗ nào ánh mắt hàn lập chấp động nhìn qua vài tên tu sĩ xa lạ kia bên trong cũng không có kẻ nào giống như cổ ma hóa thân thành trong lòng tuy có buông lỏng đôi chút nhưng lại càng thêm kiêng kỵ hơn không thể tưởng được hàn huynh lại biết tường tận về những người diệp ra chúng ta tới đây không dối gạt đạo hiếu vị trưởng bối kia của tại hạ hẳn là đang ở trong tháp mặc dù không có liên lạc được với hắn nhưng ta tin tưởng tới thời điểm mấu chốt hắn nhất định sẽ ra tay nói không chừng hắn đã lẻn vào bên trong cung điện không chừng nho sinh dùng mình trong lòng trong miệng lại cười hắc hắc thật sao nếu trong cung điện không có vật gì chẳng phải tại hạ mất công vô ích đắc tội với những người khác sao hàn lập trầm ngâm một chút rồi trả lời điều này rất đơn giản tại hạ ở cũng chiếm được một vài kiện bảo vật có uy lực không nhỏ ở côn ngô sơn nếu đạo hữu không có thu được bảo vật tại hạ nguyện ý đem chúng tặng cho Hàn Huynh. Hàn Huynh nếu sợ đắc tội những người khác, Diệp ra chúng ta có thể ở phía sau tiếp nhận đạo hữu làm khách khanh trưởng lão hoặc cấp cho đạo hữu trăm vạn linh thạch. Nho sinh áo bào trắng thấy Hàn Lập có chút động tâm, vội vàng đem những điều kiện tốt nói ra. Phải biết rằng bởi vì hắn không thấy bóng dáng quái nhân đầu to cùng vài tên Diệp ra tu sĩ khác, trong lòng cũng cảm thấy lo âu, cảm thấy sự tình nằm ngoài tầm tay nên mới không tiếc vốn liếng mượn sức Hàn Lập, một kẻ dường như là tu sĩ ở ngoài đại tấn vị trí khách khanh trưởng lão kia thì quên đi nhưng trăm vạn linh thạch kia hàn mỗ thấy thật hứng thú. Cùng lắm thì sau đó tại hạ lập tức rời đại tấn là được. Hàn lập hơi cân nhắc rồi khẽ cười, đáp ứng, như thế tốt lắm, diệp mỗ sẽ thực hiện theo ước định, lát nữa đạo hữu hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nho sinh áo bảo trắng dường như vô cùng vui sướng, Người thật sự muốn đem bát linh thước này cho hắn. Ngân Nguyệt cùng Hàn Lập tâm thần tương thông, nghe được hết những lời đối thoại của Hàn Lập với vị nho sinh, nhịn không được bèn hỏi một câu để lại chắc chắn rồi ta và hắn chỉ đạt thành một cái ước định miệng mà thôi cái loại hiệp định này không có gì bảo đảm hắn và ta không thực hiện chẳng qua hiện tại diệp gia đang ở thế yếu mà ta cũng cần có người giúp ta kiềm chế những người khác một chút chỉ vậy thôi hàn lập thong thả nói với ngân nguyệt ta nghĩ là chỉ cần có thể phá được đại trận đến lúc đó ai có thể có được bát linh thước hãy dựa vào thần thông của mình ngân nguyệt thở dài nói hàn lập mỉm cười không nói gì bởi vì khi vị nho sinh áo bào trắng nhắc tới pháp lực, đã lớn tiếng nói với những người còn lại. Mấy vị đạo hiếu, nếu vị hàn đạo hiếu này cũng đã đến, vậy chúng ta cùng nhau phá thượng cổ đại trận này, chắc hẳn sẽ có vài phần nắm chắc. Ước định lúc trước hẳn là cũng đồng dạng hữu hiệu đối với hàn đạo hiếu. Hừ, bằng mấy người chúng ta cũng đủ phá trận này, tại sao phải muốn thêm người, tiến lên lấy là xong. Thanh niên họ từ hừ lạnh một tiếng rồi nói, lấy sao, từ huynh đang nói đùa rồi. Nếu tử huynh có thể làm được như lời mình nói, tại hạ tự nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa phong ấn bên ngoài lúc nào cũng có thể yếu bớt, người cho rằng chúng ta còn thời gian để dây dưa sao. Sắc mặt nho sinh mặc áo bào trắng trầm xuống, âm trầm nói. Những lời này thật sự làm mọi người lo lắng. Mặt khác nghe nói thất diệu chân nhân của thiên ma tông cũng sắp tới đây, chúng ta nhiều lắm chỉ còn thời gian một ngày để đoạt bảo mà thôi. Nếu không đến lúc đó những người của đệ nhất đại ma tông đến, ngươi cho rằng bát linh thước này còn có thể có phần chúng ta sao? Mộc phu vuốt sợi tóc đen trên trán rồi nói, Thái nhất môn, thiên ma tông, ngoại trừ ba yêu vật, hàn lập cùng tất cả các tu sĩ đều kinh hãi. Đặc biệt là đại trưởng lão Diệp ra, sắc mặt tái nhợt vài phần. Thanh niên họ từ cùng Lâm Ngân Bình nhìn nhau, sắc mặt có vẻ không tốt. Tuy rằng Thiên Lan Thánh Điện cùng Thiên Ma Tông cũng có chút giao tình nhưng bọn họ sẽ không cho đối phương cơ hội chia đều bảo vật của Côn Ngô Sơn. Tốt, để cho hắn cũng gia nhập hàng ngũ phá trận đi. Nhưng thật ra đại trận vừa vỡ, ai có thể có được thông thiên linh bảo thì dựa vào năng lực đi. Thanh niên họ từ không hổ là đại tu sĩ, lập tức đưa ra lựa chọn. Những người khác còn có ngân xí giả xoa trong lòng mang tâm tư riêng, nhưng không ai phản đối việc này nữa. Hàn lập thấy vậy, khóe miệng khẽ nhách lên, tay áo lập tức sung lên, hơn 10 khẩu phi kiếm liền bắn nhanh ra, không nói thêm lời nào, đánh xuống thạch khôi lỗi ở phía dưới. Những người khác cũng không trì hoãn, lập tức cường công đại trận. Nhóm khôi lỗi phía dưới vốn đang bất động lập tức hoạt động lại, không chút yếu thế, huy động kim nhận đánh vào không trung. Nhất thời ánh đao tung hoành, sấm chớp rền vang. Chương 1033, phá trận cùng thoát khốn. Tại mọi người đồng loạt ra tay công kích vào bốn phía pháp trận trong cung biệt, thì cũng không có ai để ý trong bóng tối có hai gã nữ tu của Hóa Tiên Tông đang mật đàm với nhau. Sư tỷ, thật sự muốn giúp bọn họ công phá pháp trận này sao? Hướng lão chẳng đã nói trong cung điện này chính là nơi phong ấn cổ ma thánh tổ sao. Nếu không tại sao bát linh thước lại xuất hiện ở nơi này. Nữ tử tú lệ lặng lẽ truyền âm nói với một phu nhân, bộ dáng vô cùng lo lắng. Sư muội yên tâm, nơi này cũng không phải là địa phương phong ấn ma vật kia, nếu không hóa long thì sớm đã có phản ứng rồi. Về phần ta muốn giúp họ bài trừ trận pháp này không phải hoàn toàn là vì bát linh thước, mà là vì mắt trận, đầu mối then chốt của cấm chế để khống chế cả tòa côn ngô sơn nằm trong phong ma tháp tại tầng thứ 9. Nếu mà muốn một lần nữa đem ra cố lại phong ấn, trừ bỏ hóa long tỳ ra, chúng ta phải đến được tầng cuối cùng này mới có thể làm phép được. Nhưng ngươi hãy thử nhìn xung quanh bốn phía xem, làm gì còn có cái cửa nào để đi nữa. Mà địa phương khả nghi duy nhất có thể đi chính là cung điện này mà thôi. Mà 10 phần chắc có đến 9 phần cửa vào tiếp theo ở nơi nào đó trong cung điện. Này bát linh thức cùng cái pháp trận này nói không chừng chính là dùng để phong ấn cửa vào tầng thứ 9 mà thôi. Việc này ngay từ đầu ta cũng không có nói tỉ mỉ, khó trách sư muội có nhiều băn khoăn như vậy. Một phu nhân truyền âm trả lời lại với nữ tử tú lệ. Thì ra là thế, bây giờ ta mới hiểu vì sao sư tỷ không có làm phép gia cố phong ấn ngay, ngược lại cũng không có giải thích gì, lôi kéo ta tới nơi đây. Nhưng kiện bát linh thức này, chúng ta, nữ tử tú lệ đột nhiên như bừng tỉnh ngộ nói. Về bát linh thước ta lại nói tiếp, nó cũng chính là di bảo của tiền bối sáng lập ra hóa tiên tông chúng ta, vì vậy hai chúng ta đương nhiên phải có trách nhiệm thu hồi lại một phu nhân không chờ nữ tử tú lệ nói xong liền chen lời nói tiếp. Nói như thế cũng không sai, chính là hai chúng ta chỉ sợ rất khó có thể cướp được bảo vật này nữ tử tú lệ liếc mắt nhìn một cái về chúng tu sĩ cùng ngân sĩ giả dạ xoa yêu vật, trần chờ trả lời. Chuyện này cũng không nhất định, chớ quên, trong tay người có tứ tưởng thước chính là pháp bảo phỏng chế bát linh thước luyện ra. Trong khi động thủ đoạt bảo, nếu biết chấp thời cơ người phát động thước này nói không chừng có thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa cho dù chúng ta không đoạt được bảo, chớ quên, còn có hướng lão lúc nào cũng có thể tùy ý chạy tới. Đến lúc đó vô luận kiện thông thiên linh bảo này rơi vào tay ai, đều cũng phải ngoãn ngoãn giao ra. Lấy quan hệ sâu xa của lão nhân ra với hóa tiên tông chúng ta, chỉ cần chịu khó cầu xin một chút, cho dù chúng ta không thể lấy được bát linh thước, nhưng khẳng định những ưu đãi khác chắc cũng có không ít mộc phu nhân trong giọng nói lộ ra vài phần giảo hoạt trả lời. Điều này cũng đúng, tuy nhiên, chúng ta từ cái truyền tống trận màu trắng truyền vào trong mật thất này, nhưng không biết cái truyền tống trận màu đen kia truyền tống tới nơi nào. Đáng tiếc cái truyền tống trận ở đây đã mất đi hiệu lực. Nếu không, ta quay lại xem xét một phen thì tốt rồi, nữ tử tú lệ như nhớ ra một chuyện khác hỏi. Ai mà biết được, có thể biết chắc cũng không có ai. Trong các điển tịch của tông môn chúng ta, cũng không có đề cập đến sự tình cụ thể việc cổ ma bị phong ấn. Một phu nhân ngẩn ra, cũng chỉ có thể nói như vậy trả lời. Ô không o, ngay tại nhị nữ đang truyền âm mật đàm với nhau, lúc này tại một địa phương xa lạ gần đó trong một không gian u ám. Theo như các nàng vừa nói chính là cổ ma thánh tổ, thì tại giờ phút này đang tìm mọi cách phá tan phong ấn trói buộc. Mặc kính, ngọc liên, nhẫn, lệnh tiến, hắc sắc tiểu bình, cả năm kiện ma khí phiêu phù trên không trung còn cự lang hai đầu đang nằm phía dưới mặt đất, đồng thời cả năm kiện ma khí phun xuống phía dưới từng đạo hắc sắc quang trụ, tất cả đều nhập vào trong thân thể của ngân lang, làm cho bên ngoài thân thể của cự lang nổi lên một tầng âm trầm ma quang. Đem trên người các đạo phù chú cùng xiềng xích cường ngạnh đẩy rời xa khỏi thân thể. Phù cùng Hắc Liên cũng bởi vậy hiện lên quang mang kỳ lạ chấp động không ngừng. Tựa hồ cũng bị kích phát bởi cấm chế vốn có ở đây. Nhưng kinh người nhất cũng không phải cái này mà là hoàng sắc hương đồng đang ở bốn phương tám hướng. Giờ phút này chúng nó nhất tề phát ra tiếng động vù, vù rồi tập trung quang mang vào hoàng sắc quang trụ làm quang trụ thô to này ước chừng lớn hơn trước mấy lần. Tạo thành một cái lồng giam ánh sáng phảng phất không thể phá vỡ. Lúc này hai đầu bốn tay cổ ma đang huyền phù ở giữa không trung đang bắt quyết niệm thần chú thúc dục năm kiện ma khí. Trên cả hai gương mặt đều hiện ra biểu hiện ngưng trọng, chăm chú nhìn ngân lang còn ở dưới thân nó là cái truyền tống trận màu đen đang bị một bộ trận kỳ phát ra một tầng hào quang màu xám bao phủ ở trong. Làm cho pháp trận này tạm thời đình chỉ hoạt động, để ngừa có những tu sĩ khác xâm nhập trong đó. Lúc này, hắc sắc lang thủ của Ngân Lang hoàn toàn xuất hiện bộ dáng giống như bị ma hóa, chẳng những trên đầu chiếc sừng lớn hơn rất nhiều, mà trên bề mặt sừng lại phát ra quang điện hình vòng cung chấp động không thôi, kèm theo những tiếng động ầm ầm như tiếng sấm. Mà lúc này trên đầu lang, trong đôi mắt cũng chấp động không ngừng tử sắc ma diễm. Nay một màn quỷ dị xuất hiện, những chiếc phù chú khi bị ánh mắt này nhìn lướt qua đều quỷ dị bốc cháy hóa thành một đống tàn cho. Trải qua năm kiện ma khí không ngừng thúc giục ma khí vào trong thân thể. Nay phân hồn của cổ ma thánh tổ rốt cuộc dưới sự tích tụ từng chút từng chút một ma khí này đã đến một trạng thái nhất định, bắt đầu làm phép thoát khỏi cấm chế. Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, rốt cuộc hắc sắc lang thủ của cự lang cũng đem các tấm phù chú ở xung quanh bản thân tất cả biến thành hư ảo hết. Trong miệng gầm nhẹ một trận, vốn thân hình to lớn kinh người, nay ở trong tầng hắc quang lại chấp động liên hồi làm thân hình càng ngày càng lớn lên nữa, tựa hồ muốn hóa thành một đấng thần linh khai thiên tích địa, muốn đem cả không gian này phá vỡ. Lúc đầu hoàng sắc quang chủ tạo thành lồng giam còn miễn cưỡng có thể vây khốn được cự lang một lát, nhưng sau vẫn bị cường ngạch phá vỡ, làm mấy trăm mặt gương đồng cũng bởi vậy mà đồng thời vỡ tan, biến thành đầy trời lưu tinh, biết mất vô ảnh vô tung. Trái lại ban đầu tưởng nhìn không ra cái gì chính là đại chu thiên tinh thần liên, dưới hào quang chấp động, nhưng lại theo thân hình cự lang cũng cùng lớn lên theo vẫn gắt gao trói buộc cự lang vào trong, không một chút nào có ý định buông tha, hơn nữa tựa hồ bởi vì cự lang dãy ruộng mà mặt ngoài đại chu thiên tinh thần liên đột nhiên nổi lên một tầng hỏa diễm màu trắng ngà. Nhất thời làm cho không gian tràn đầy mùi da thịt bị thiêu cháy. Hỏa diễm dường như không chịu ảnh hưởng của hộ thể ma quang của cự lang mà trực tiếp thiêu cháy ra lông của nó. Trên mặt hắc sắc lang thủ của cự lang hiện lên vẻ thống khổ dị thường, nay hỏa diễm này tựa hồ lai lịch cũng không đơn giản. Ở phía dưới cổ ma vừa nhìn thấy hỏa diễm màu trắng ngà này, trên gương mặt lại lộ ra một tia sợ hãi, trong miệng lại thì thào nói nhỏ một câu. Thuần dương bạch cốt hỏa, không nghĩ tới thượng cổ tu sĩ lại đem loại yêu hỏa này dung hợp vào trong tinh thần liên này, xem ra có chút phiền toái. Nhưng vào lúc này, hắc sắc lang thủ của Cự Lang đột nhiên vung mạnh lên, ầm ầm một tiếng nổ vang lên, trên chiếc sừng hắc sắc quang điện hình vòng cung hóa thành một quả lôi cầu bay thẳng lên không trung, sau đó nổ tung. Vô số đạo hắc sắc điện quang từ trên không trung rơi xuống, tất cả đều từ phía trên nhằm tinh thần liên đánh xuống. Trong phút chốc, bạch diễm cùng hắc điện đan xem vào nhau, giống như hai con quái xả cuốn lấy nhau rồi lao vào nhau cắn xé, phát ra một âm thanh trầm đục quỷ dị. Mà hắc sắc lang thủ của cự lang cũng không có chịu dừng lại, trong mắt tử diễm nhất thời bộc phát, một loạt âm thanh trầm thấp chú ngữ từ trong miệng truyền ra, trong miệng phun ra một cỗ hắc sắc quang hà hướng bốn phương tám hướng mà thổi qua, làm cho không gian ngập tràn ánh sáng màu đen, làm cho các cấm chế dày đặc ở xung quanh tất cả đều bị thổi bay, thanh thế thật là kinh người. Phía dưới cổ ma nhìn thấy màn này, nhất thời trên khuôn mặt hiện ra một sắc mắt vui mừng khó tả. Xem ra phân hồn thánh tổ tuy rằng bị nhốt nhiều năm, nhưng thần thông cũng chưa có mất đi, chắc không phải tốn nhiều thời gian liền có thể thoát khốn mà ra. Côn Ngô Sơn, phía trước lối vào vết nứt phong ấn, khắp nơi bóng người chấp động, những tu sĩ tụ tập ở đây tuy rằng không có nhiều như lúc trước nhưng cũng lên tới hai ba trăm người xem chừng không bằng một nửa lúc trước nhưng đang ngồi xếp bằng trước lối vào chính là huyền thanh tử, lúc này sắc mặt cũng không có thoải mái, ngược lại càng hiện lên vẻ trầm trọng. Bởi vì trong hai ba trăm người này phần lớn lại là kết đan tu sĩ, thậm chí còn có hơn mười người là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu không phải thanh danh thái nhất môn của lão quá lớn, mà chỉ dựa vào một thân nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ của huyền thanh tử chỉ sợ những người trước mắt này, sớm đã có người không kiên nhẫn được mà muốn xông vào phía trong vết nứt rồi. Nhưng cũng chính vì như vậy, vị trưởng lão của thái nhất môn này phỏng chừng cũng không thể ngăn cản chúng tu sĩ quá lâu, dù sao những tu sĩ này cũng có không ít các trưởng lão của các đại môn phái mà thế lực cũng không phải là loại dễ dàng trêu chọc. Huyền thanh tử đạo huynh, người rốt cuộc tính cho chúng ta phải chờ bao lâu nữa đây? Tại hạ tới nơi này cũng không phải đứng ở nơi này chờ đợi mất thời gian rốt cuộc trong đám người cũng có người không thể kiên nhẫn nổi. Một lão giả trên mặt bao phủ hồng quang đi ra, chính là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Là đạo hiếu, không phải bần đạo đã nói rồi sao? Căn bản ở đây không thể có ai đủ khả năng đi qua khe nứt, tại hạ ngăn cản chư vị lại cũng không phải muốn làm khó dễ mà không muốn trơ mắt nhìn vài vị đạo hữu chôn vùi tính mạng một cách vô ích mà thôi huyền thanh tử trong lòng thở dài, nhưng vẫn ngước mắt lên trả lời. Thân sắc bình tĩnh dị thường, nhưng ngươi nói ta nghe tại sao, lúc trước các tu sĩ của âm La Tông cùng hóa tiên tông lại đi vào được. Đây là đạo lý gì lão giả họ la bất mãn hỏi. Đó là bởi vì một phu nhân cùng càn huynh bọn họ có nhật nguyệt toa cùng linh tê khổng tước mở đường, tự nhiên là có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu mà La Huynh cũng có một trong tam đại linh toa, bần đạo tuyệt đối sẽ không ngăn cản một chút nào. Kỳ thật chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, khi đó cái vết nứt sẽ khôi phục như lúc ban đầu huyền thanh tử thong rong nói. Nếu đợi ở đây thêm mấy ngày, chỉ sợ bên trong bảo vật sớm đã bị nhóm của càn lão ma vét sạch không còn. Một âm thanh có chút không vui truyền tới, tiếp theo một gã toàn thân được bao phủ một tầng lục vụ chỉ thấy một nhân ảnh mờ mờ trong đó phiêu phù từ phía sau đám người đi ra nguyên lai là vũ đạo hữu của bích lân nhai cũng đã đến huyền thanh tử vừa thấy bóng người này mày không khỏi nhíu lại vị này tu sĩ tuy rằng không phải là nhân vật của một trong các đại môn phái nhưng một thân độc công lại danh chấn đại tấn cho dù hắn chỉ có một mình nhưng cũng không phải là nhân vật dễ dàng đối phó lại nói tiếp kỳ thật trong lòng huyền thanh tử đối với sinh tử của những người này hắn cũng chẳng thèm quan tâm cho dù toàn bộ đều mất mạng ở trong vết nứt hắn tuyệt đối cũng không có nhíu mày. Nhưng lúc trước hắn từng lấy được tin tức, mở ra phong ấn chính là chúng tu sĩ Diệp Gia. Mà trong lúc hắn đang cân nhắc suy nghĩ không biết Diệp Gia đang có mưu đồ gì, thì ngay khi đó lại nhận được một mệnh lệnh bí mật từ trong tông môn truyền ra. Hắn phải cùng thất diệu chân nhân của thiên ma tông liên thủ cùng tiến vào bên trong một chuyến, nhưng trước khi tiến vào phải tận lực ngăn cản không cho những tu sĩ khác tiến vào vết nứt. Mà người hạ mệnh lệnh, thân phận ở trong tông môn là một tồn tại cực kỳ đặc thù, mà ngay cả hắn cũng không dám mảy may cãi lời. Nếu không lấy thân phận của hắn lại như thế nào xuất lực làm cái chuyện tình lấy lòng người này. Tuy nhiên, trong mệnh lệnh nói muốn tiến vào trong phong ấn phải cần tới hai gã hậu kỳ tu sĩ cùng liên thủ mới có khả năng tiến vào, có thể thấy được phong ấn này tuyệt đối không đơn giản chút nào. Quả nhiên, ngay tại trước đó không lâu hắn lại thu được một quả tin tức ngọc giản, bên trong nói một ít tin tức về cái phong ấn này, điều này làm cho lão đạo sau khi nhìn xong, trong lòng kinh hãi, đối với việc lúc trước để cho đám người kiền lão ma tiến vào, không khỏi nổi lên một chút hối hận. Giờ khắc này tự nhiên càng cẩn thận không dám để cho những tu sĩ khác tiến vào trong vết nứt. Nếu không như vậy để nhiều tu sĩ cùng xâm nhập vào trong, thế nào cũng gặp phải những sự tình không thể lường trước được. Vạn nhất lại đem vị kia đang bị phong ấn thả ra, thì nhân giới tu sĩ có ai có thể làm đối thủ. Huống hồ bên trong lại còn có thông thiên linh bảo bực này bảo vật, tự nhiên làm sao có thể để cho nhiều người cùng tranh đoạt được. Chương 1034, cấm ma hoàn, băng hồn cốc. Huyền Thanh Tử trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói. Ho khan vài tiếng, đang định trước hai người muốn nói cái gì đó thì một thanh âm từ xa xa truyền tới. "Như thế nào, chúng ta Thiên Ma tông cùng Thái Nhất tông chính là không cho các vị đạo hữu đi vào, không biết có đạo hữu nào không biết tính toán định xông vào." Một lời này vừa truyền tới, lão giả họ La sắc mặt khẽ biến, tiếp theo từ đằng xa một đạo ô quang bay vút mà tới trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi hào quang biến mất, một trung niên văn sĩ mũi ưng, toàn thân bao trùm bởi một chiếc áo choàng hiện hình ra. Người này sau khi vừa mới hiện thân, ánh mắt liền hướng lão giả họ la cùng lục vụ trung nhân tu sĩ đảo qua, ánh mắt mang đầy vẻ lãnh khốc. Thất diệu chân nhân, lão giả họ la nhất thời nhận ra trung niên văn sĩ, không khỏi hít một hơi dưỡng khí. Đây cũng không phải nói vị này thất diệu chân nhân thần thông cao hơn huyền thanh tử mà là do văn sĩ là chấp pháp trưởng lão của thiên ma tông, thủ đoạn đối với địch thủ vô cùng tàn khốc và tàn nhẫn, tại đại tấn tiếng tăm trong ma đạo vô cùng lừng lẫy. Cho dù lão giả họ la đạt tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng quyết không nguyện ý làm cho đối phương tức giận. Nếu thất diệu đạo hữu đã nói, quý tông cùng thái nhất môn đối với việc này trịnh trọng như thế, xem ra hiện giờ vết nứt chính xác là có chút hung hiểm. Lão phu trì hoãn mấy ngày cũng không sao cả lão giả họ la giả bộ cười ha ha một tiếng sau đó lùi vào trong đám người. Lục vụ trung nhân tu sĩ cũng một lời không nói, quay người mà đi nhưng phụ cận những tu sĩ khác chứng kiến chính mà nhất đại tông môn cùng nhau liên thủ với nhau lại một trận xôn xao bàn luận hiện tại cho dù là người có quá ngu ngốc đi chăng nữa cũng biết nay đồ vật trong phong ấn tuyệt đối không phải là nhỏ nếu không hai đại tông môn lại như thế nào làm ra cái việc ngang ngạnh như thế này tuy nhiên với xu thế liên thủ của hai tông có thực lực mạnh mẽ tán tu cùng tu sĩ của các tiểu tông môn dù trong lòng có giận dữ cũng không dám thể hiện ra cho dù một số tu sĩ của đại tông môn cũng không nguyện ý dễ dàng đứng ra làm chim cho người ta bắn lúc này từ đằng xa lại có bảy tám tên thiên ma tông tu sĩ bay tới những người này lại toàn là nguyên anh kỳ ma tu bọn họ sau khi vừa tới cũng không nói lời nào đều lấy ra pháp kỳ bố trí trận pháp trong chớp mắt đã bố trí ra một tòa cấm chế đại trận Huyến hóa ra một tầng sương mù nồng đậm đem miệng vết nứt hoàn toàn che lại đám người huyền thanh tử cùng thất diệu chân nhân sau khi bố trí xong pháp trận liền xoay người tiến vào trong đó không thấy bóng dáng lần này phụ cận nguyên bản các tu sĩ của đại tông môn và tiểu tông môn vốn còn muốn nhìn xem có hay không chiếm được chút tiện nghi nào hay không khi nhìn thấy màn này không khỏi dò xét nhìn nhau huyền thanh tử sau khi tiến vào trong không gian pháp trận liền thở nhẹ một hơi rồi dừng bước lại quay sang thất diệu chân nhân mỉm cười nói thất diệu huynh người tới so với dự đoán của bần đạo còn nhanh hơn nhiều Tuy nhiên như thế cũng là may mắn, nếu không bần đạo đúng thật là không thể chấn trụ được các đồng đạo ở nơi này, cũng chỉ có thanh danh hiển hách của đạo hữu mới có thể làm cho bọn họ kính sợ như vậy. Đạo hữu muốn nói tới hung danh bên ngoài của tại hạ sao trung niên văn sĩ nghe xong lời này, ngoài miệng thì thơn thất nhưng bụng một bồ dao găm trả lời. Ha ha, bần đạo sao lại dám nghĩ như thế huyền thanh tử cười gượng hai tiếng nói. Được rồi, lời khác cũng không cần phải nói. Lúc này đây ta và ngươi đều phụng mệnh tiến vào, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ta vừa rồi xa xa nghe, theo như lời đạo hữu nói, tựa hồ người của âm La Tông đã tiến vào, những người tiến vào đó chẳng lẽ là có kiền lão ma chạy tới. Nếu không phải như thế làm sao đạo hữu có thể cho bọn họ đi vào văn sĩ nhíu mày hỏi. Thời điểm ta tới, thì kiền lão ma cùng vài vị tán tu đã tiến nhập vào phong ấn rồi. Sau đó thì âm La Tông tu sĩ cùng một số người của Thiên Lan Thảo Nguyên cũng đi vào, trong đó có một vị đại tiên sư của Thiên Lan Thảo Nguyên, lúc ấy ta cũng không biết bên trong phong ấn lại có sự tình như thế trọng đại vì vậy cũng không có quá mức kiên quyết ngăn cản bọn họ lại huyền thanh tử thần sắc cũng hiện lên vẻ ngưng trọng tuy nhiên không biết có phải do sơ sót hay không hắn một chút cũng không có đề cập tới chuyện của hóa tiên tông nhị nữ hừ không thể tưởng tượng được diệp ra lại dùng kế dương đông kích tây một mặt dùng một kiện phỏng chế phẩm thông thiên linh bảo đem thu hút sự chú ý của hai tông chúng ta mặt khác lại nghĩ biện pháp đoạt lấy chân chính thông thiên linh bảo nếu không phải chúng ta trước kia tại Diệp ra bố trí nội gián, chỉ sợ đến bây giờ vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra thất diệu chân nhân lạnh lùng nói. Đáng tiếc chính là Diệp ra lần này hành động cũng thật là nghiêm mật, tên nội gián kia tuy rằng đã sớm biết tin tức nhưng không có cách nào để đưa tin ra ngoài được, cũng chỉ đợi đến khi bọn họ phá được một ít pháp trận mới thừa cơ hội hỗn loạn trốn đi. Nếu sớm biết được tin tức này, căn bản sẽ không để cho bọn họ cơ hội phá bỏ phong ấn. Tuy rằng thông thiên linh bảo quý hiếm dị thường, nhưng nếu mà đem hóa thân của vị cổ ma thánh tổ kia thả ra, đó mới là chuyện mất nhiều hơn được. Mà kiền lão ma đi vào trong thời gian dài như thế, không biết có thể tìm tới được nơi phong ấn chưa huyền thanh tử thở dài nói. Kiền lão ma cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn sẽ không làm cái chuyện tình hại người hại mình được. Nhưng thật ra ta lại đối với thiên lan thảo nguyên tu sĩ không có chút yên tâm. Vì bọn họ cũng không phải là tu sĩ của đại tấn nên họ cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Thất diệu chân nhân lắc lắc đầu nói, à, Ta nghe nói Quý Thông cùng Thiên Lan Thánh Điện có chút quan hệ, không nghĩ tới đạo hữu còn đối với bọn họ cảnh giác lớn như vậy, Huyền Thanh Tử nghe vậy, khẽ nở nụ cười nói: "Cái gì quan hệ, chẳng qua cũng chỉ là trên một ít trao đổi lợi ích mà thôi, thất diệu chân nhân bộ dạng không cho là đúng nói." Phong ấn của thượng cổ tu sĩ, sao có thể mở ra dễ dàng được? Chỉ cần những người đó còn chưa mở cấm chế của cổ ma, bằng vào ta và ngươi hai nhà cùng liên thủ, ta nghĩ cũng có thể ngăn bọn họ không thể khinh thường vọng động nếu mà cấm chế cổ ma đã bị phá làm cho phân thân của nó thoát ra. Với tình hình bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta nghĩ ma vật kia nguyên khí cũng đã tổn thương không nhỏ. Dưới sự liên thủ của chúng ta, lại cộng thêm việc ta mang tới đây năm cái cấm ma hoàn, cũng đủ để ứng phó đối với nó thất diệu chân nhân chậm rãi nói. Cấm ma hoàn, chính là pháp bảo từ linh giới truyền lưu xuống, là loại thượng cổ pháp khí chuyên môn vây khốn yêu ma huyền thanh tử vừa nghe tên pháp bảo ấy, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng vậy, đây chính là khi thượng cổ ma giới xâm lấn, tu sĩ của linh giới mang bảo vật này đến để chuyên môn đối phó cao giai cổ ma, cho dù bị phong ấn chính là phân thân của cổ ma thánh tổ đi nữa với năm cái cấm ma hoàn bao vây toàn thân, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói mà thôi thất diệu chân nhân cười lạnh nói. Đây đúng là việc tốt, nguyên bản ta còn lo lắng việc này có chút mạo hiểm, không có nghĩ đến thất diệu đạo hữu đã có chuẩn bị chu đáo như thế, ngay cả loại thượng cổ bảo vật này cũng đều có thể mang ra. Huyền thanh tử thần sắc có chút buông lòng nói. Tại hạ làm sao có thể có loại kỳ bảo này được, nay năm cái cấm ma hoàn này chính là của vị kia trong tông chúng ta mang tới cùng với mệnh lệnh đến đây. Nhưng không biết vị kia của Thái Nhất môn đưa tới loại bảo vật nào để đối phó với Định Văn Sĩ trung niên liếc mắt nhìn lão đạo một cái, trên mặt lộ ra thần sắc không tin. Bần đạo khi đi đúng là có chút vội vàng, nên cũng không có chuẩn bị được cái pháp bảo nào. Tuy nhiên tại thời điểm ly khai bản môn, tại hạ đem theo Thiên A thần kiếm để phòng thân, chắc cũng có thể trợ giúp được đạo hữu một tay huyền thanh tử cười khổ nói thiên a thần kiếm nghe nói bảo vật này đối phó với yêu ma là thích hợp nhất chẳng qua văn sĩ nghe vậy gật gật đầu trên mặt phẳng phất cũng chưa được hài lòng chẳng qua bần đạo còn có điều không rõ là ta nhận được tin tức từ vị kia trong tông môn muốn chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần phải làm tổn thương tính mạng của cổ ma tốt nhất là đem phong ấn lại một lần nữa không biết đây là ý gì nếu đem giết đi không phải là hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn sao huyền thanh tử đột nhiên nói như vậy ai mà biết được ta cũng nhận được mệnh lệnh với ý tứ cũng tương tự như vậy tuy nhiên nếu mà ngẫm lại chuyện năm đó cổ tu cũng không đem ma này giết đi xem ra trong đó nhất định có một nguyên nhân đặc biệt nào đó chúng ta tốt nhất là theo lệnh mà làm đi văn sĩ suy nghĩ một lúc rồi trịnh trọng nói theo đạo hữu nói tức là chúng ta cũng không lên đa sự làm những việc không chắc chắn thiếu tỉnh táo để gặp phải những điều phiền toái không đáng có không biết thất diệu huynh có mang tới linh quy phi xa không chúng ta cũng tận dụng thời gian nhanh chóng đi vào thôi huyền thanh tử gật gật đầu ra vẻ suy nghĩ sau đó ánh mắt hướng vào miệng vết nứt nhìn lướt qua rồi nói trung niên văn sĩ nghe xong lời này của lão đạo cười hắc hắc rồi tay áo dài vung lên một đoàn ô quang cuốn theo một cái đồ vật có hình tròn hiện ra vật ấy sau khi xuất hiện trước mặt hai người liền đón gió lớn lên trong nháy mắt biến thành một chiếc linh xa rộng khoảng mấy trượng trông giống như một cái xác rùa thật lớn huyền thanh tử thấy vậy trên môi hiện lên một nụ cười lập tức văn sĩ cùng huyền thanh tử đồng thời phân biệt hướng các tu sĩ dặn dò vài câu, sau đó hai người thân hình đều nhoáng lên chui vào trong linh xa. Linh xa hóa thành một đạo ô hồng, trực tiếp bay vào trong vết nứt. Ô không o, chân hoàn sơn một trong tứ đại linh mạch của đại tấn, mà được xưng là chính đạo đệ nhất tông môn thái nhất môn chính là tọa lạc ở trong sơn mạch này. Mà thái nhất môn được xưng là đệ nhất tông, thế lực to lớn, ngoại trừ chỉ có thiên ma tông cùng vạn yêu cốc mới có thể miễn cưỡng đứng ngang hàng, ở toàn bộ đại tấn không người nào là không biết. Cho nên xung quanh hơn 10 vạn dặm của sơn mạch với lớn nhỏ hàng trăm linh sơn đều do tu sĩ của Thái Nhất Môn kiểm soát. Mà băng hồn cốc lại nằm trong một sơn cốc nhỏ bình thường của tòa sơn mạch này. Trong cốc này so với ngoài sơn mạch lại có sự khác biệt. Ở ngoài sơn mạch thì khí trời bốn mùa như xuân linh khí rồi rào nhưng trong cốc thì linh khí ít ỏi, hơn nữa còn có từng trận âm phong thổi qua, rét lạnh đến tận xương tủy, cả tòa sơn cốc được bao trùm bởi một màu trắng xóa của tuyết và các lớp băng dày lâu năm. Với một nơi có điều kiện ác liệt như vậy, cho dù là tu sĩ tầm thường cũng không nguyện ý coi trọng nơi này làm nơi tu luyện. Nhưng cũng không có mấy người biết rằng nơi đây chính là một trong những cấm địa của Thái Nhất Môn. Đối với những đệ tử bình thường cũng không có ai nói qua sơn cốc này, chính là nghe cũng không có mấy người nghe nói qua nơi này. Mà một địa phương thần bí như vậy, trừ bỏ ở cửa cốc khẩu có một ảo trận che đậy ở ngoài ra, bên ngoài một chút cấm chế cũng không có, lại càng không có một tu sĩ nào bảo vệ ở ngoài cốc. Nhưng trên thực tế, từ mấy trăm năm trước cũng không có người nào dám bước chân vào trong cốc này, cho dù trưởng lão quyền cao chức trọng ngẫu nhiên tới đây, cũng chỉ có cung kính ở ngoài cốc nói vào, tuyệt không dám bước chân vào trong cốc. Nhưng vào một ngày mà thất diệu chân nhân cùng huyền thanh tử tại Nam Cương cùng tiến vào vết nứt phong ấn. Một gã hồi bào lão giả trên mặt thần sắc giống như có bệnh, quỷ dị xuất hiện ở ngoài cốc khẩu. Hắn liếc nhìn ảo trận ở ngoài cốc khẩu, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, sau khi ho nhẹ hai tiếng liền hóa thành một đạo lục quang bắn vào trong cốc nhưng ảo trận ở ngoài cốc lại không xuất hiện cái gì khác thường sau một lát công phu lục quang đã vào tới cuối sơn cốc rồi dừng lại sau khi hào quang biến mất hiện ra thân hình lão giả lạnh lùng nhìn trước mắt một khối thật lớn vách tường bằng băng bỗng nhiên sắc mặt hắn trầm xuống lạnh lùng nói bạch lão quỷ biết rõ hồ mỗ đã tới thăm sao còn tránh trong quan tài mà không ra tiếp khách âm thanh lão giả tuy không lớn nhưng một lát sau toàn bộ trong băng cốc đều ầm ầm vang lên lên lời nói này hơn nữa một tiếng tiếp theo một tiếng giống như tiếng sấm chớp rền vang không ngừng làm cho vách tường bằng băng trước mặt không ngừng chấn động tựa hồ có thể sập bất cứ lúc nào nhưng hồi bào lão giả đối với màn này lại nhìn như không thấy đứng ở trước vách tường băng vẫn không hề nhúc nhích chương 1035, hóa thần tu sĩ không biết đã qua bao lâu một tiếng nam tử thở dài chậm rãi từ sâu trong vách tường băng truyền đến hồ đạo hiếu ngươi không ở ma đà sơn tu thân dưỡng tĩnh mà đến băng hồn cốc của ta làm chi ta nhớ không nhầm thì cũng không có mời huynh đến đây ngươi tưởng rằng ta nguyện ý muốn tới nơi này của ngươi sao nếu không phải vì chuyện của côn mô sơn thì hồi bào lão giả trong mũi hừ một tiếng tựa hồ không thoải mái côn mô sơn chuyện này không phải là đã giao cho môn hạ đệ tử của ta và ngươi rồi sao cần gì phải để ý nhiều làm gì nữa người trong vách tường băng không vui không buồn trả lời nếu thực sự đơn giản như thế thì tốt rồi, ta sao phải từ Ma Đà Sơn chạy tới đây chứ? Người chắc cũng không biết, hướng lão quỷ ở trong côn ngô sơn hình như đã xảy ra chuyện rồi hôi bảo lão giả âm trầm nói. Hướng lão quỷ, sẽ không phải chứ, hắn không phải là một trong những người có thần thông lớn nhất trong đám mấy lão bất tử chúng ta là hay sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được người trong vách tường băng cuối cùng cũng có chút kinh ngạc. Ta cũng không tin, nhưng đây là do phong lão dùng phi kiếm truyền thư tự mình nói cho ta biết ngươi cũng rất rõ ràng phong lão quái cùng hướng lão quỷ giao tình với nhau từ trước tới nay đều rất tốt bởi vậy mỗi người đều đưa nguyên thần châu của mình cho đối phương mà ngay khi côn ngô sơn hiện thế lại đúng lúc hướng lão quỷ ở ngay tại phụ cận gần đó vì vậy hắn phải vào nhìn xem một chút kết quả sau khi đi vào không được bao lâu thì nguyên thần châu của hắn liền nhạt đi không ít nếu không phải bị trọng thương thì chính là bị nhốt ở trong một cấm chế nào đó vô luận là gặp phải tình huống nào tình hình của hướng lão quỷ cũng sẽ không được tốt cho lắm. Hết lần này đến lần khác bản thân phong lão quái bây giờ cũng đang gặp phải đại phiền toái, không thể kịp thời chạy tới cứu giúp, liền truyền thư hy vọng hai chúng ta đi một chuyến đến đó xem xét. Trong thư cũng nói sau đó nguyện ý đưa tặng cho chúng ta hai quả huyết khí đan làm vật bồi thường hôi bảo lão giả lạnh lùng nói. Huyết khí đan, lần này, phong lão quái ra tay đúng thật là hào phóng. Có quả đan này, ta và người thọ nguyên lại có thể kéo dài thêm được mấy chục năm nữa. Tuy nhiên, phong lão quái làm sao biết được hướng lão quỷ tiến vào côn ngô sơn. Nam tử trong vách tường băng cẩn thận hỏi, lão quỷ đó đúng là luôn luôn giảo hoạt, sự tình gì cũng đều phải lưu cho mình một đường lui, rồi sau đó mới bằng lòng mạo hiểm. Trước khi hắn tiến vào trong phong ấn, việc đầu tiên hắn làm đó là dùng phi kiếm truyền thư báo tin trước cho phong lão quái. Hiện giờ nhìn lại, chiều này của hắn đúng là làm không tệ, tối thiểu hiện giờ sẽ có người tới cứu hắn. Thế nào, Bạch Đạo Hữu có hứng thú hay không đi đến đó một chuyến? Nếu huyết khí đan mà để tự chúng ta luyện chế, cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức đây. Hồi bào lão giả khuyên, nam tử trong vách tường băng có vẻ trầm mặc cũng không có trả lời ngay. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi truyền thanh ra nói. Bỏ đi, thôi, ngươi đi đi, bạch mỗ không muốn chịu khổ về việc này. Sao vậy, ngay cả huyết khí đan cũng không thể đả động được ngươi. Nghe nam tử trong vách tường băng trả lời, hiển nhiên làm cho hôi bào lão giả có chút bất ngờ. Ta tất nhiên là rất muốn lấy huyết khí đan nhưng nếu bây giờ ta đi, ngược lại sợ rằng mất còn nhiều hơn được." Nam tử trong tường băng lạnh lùng trả lời. "Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cho dù ma vật kia có thực sự thoát khốn mà ra. Với ta và ngươi liên thủ chẳng lẽ lại phải sợ nó sao?" Hôi Bào lão già cười lạnh nói. "Sợ thì nhất định ta không sợ, cho dù năm đó nó có lợi hại đi chăng nữa. Trải qua nhiều năm bị trấn áp như vậy, hơn nữa thiên địa nguyên khí biến đổi lớn, Hiện giờ thần thông của nó so với chúng ta cũng sẽ không cao hơn nhiều lắm. Nào giống như lúc trước thượng cổ đại chiến có thể tác oai tác quái được. Cho dù cam nguyện mạo hiểm thi triển ra thần thông luyện hư kỳ, tại nhân giới này cũng là không có khả năng. Vậy vì sao không đi? Lão giả đôi mày nhíu lại, càng thêm khó hiểu hỏi. Nếu mà ba năm trước đây ta còn chưa ăn một quả hỏa tinh tảo, nói không chừng ta cũng sẽ không do dự đi cùng ngươi một chuyến này. Nhưng hiện giờ ta lại đang lợi dụng linh vật này để mạnh mẽ đột phá bình cảnh của công pháp. Tuy rằng hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng không vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn nam tử từ, từ, trong truyền ra nói. Hỏa tinh tảo, hóa ra ngươi lại lấy được linh vật này, nhưng mà ngươi, ngươi lại trực tiếp ăn sống. Hồi bào lão giả sắc mặt đại biến, đương nhiên, vì chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng toàn bộ hỏa linh lực của nó. Nam tử không một chút tình cảm nói, ngươi sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết nếu hỏa tinh tảo mà không được luyện chế thành đan dược, thì hỏa tinh lực bá đạo có thể đem pháp lực trong cơ thể của người bạo phát, nguy hiểm trong đó năm xưa khi chúng ta tụ họp không phải đã bàn qua rồi sao lão giả hai mắt tinh quang chợt lóe lên nói không cần hô huynh nhắc nhở ta cũng biết hung hiểm trong đó nhưng nếu không làm như vậy chẳng lẽ ta lại muốn thật sự phải ở trong vách tường băng này sống nốt quãng đời còn lại sao hoặc là học theo hướng lão quỷ và phong lão quái rõ ràng một thân đầy thân thông nhưng để cho tinh nguyên không bị mất đi khi thi pháp lại đóng giả làm tu sĩ giai vị thấp trà trộn vào nhân gian Cả ngày lo sợ vận dụng pháp lực quá độ mà làm cho mình đi đời nhà ma. Nam tử họ Bạch lại dùng lời nói châm chọc truyền ra. Bạch huynh nói như vậy có chút cực đoan rồi, hai người bọn họ làm như vậy cũng là muốn tìm đến Nghịch Linh Thông Đạo mà năm đó linh giới tu sĩ dùng khi hạ giới, muốn xem tại đó có phải là không cần tiến giai hóa thần hậu kỳ liền có thể trực tiếp thông qua thông đạo này mà phi thăng linh giới. Dù sao theo lý thuyết nếu mà thượng giới tu sĩ có thể mạnh mẽ áp chế pháp lực phủ xuống nhân giới của chúng ta, chúng ta nhân giới tu sĩ cũng có thể thông qua thông đạo này, dùng bí thuật tạm thời làm pháp lực tăng lên tiến vào linh giới hôi bảo lão giả nói. Nghe nói nghịch linh thông đạo từ năm đó sau khi thiên địa nguyên khí đại biến, cũng không biết có bao nhiêu hóa thần kỳ đồng đạo đã tìm qua. Đừng nói là đại tấn, mà hơn phân nửa nhân giới đều sớm đã tìm qua không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể tìm được, sớm đã có người thực hiện rồi. Đâu cần chúng ta phải tìm kiếm lại một lần nữa. Điều này có thể nói cái nghịch linh thông thông đạo này căn bản là không tồn tại. Không phải ở trên đại lục mà ngay cả bên ngoài hoang hải, căn bản cũng không có nam tử trong vách tường băng không cho là đúng nói. Có thể là vậy, nhưng mà kệ nói gì thì nói, đó cũng là một hy vọng cho chúng ta phi thăng linh giới, còn tốt hơn là bắt chúng ta ngồi chờ hôi bảo lão giả tựa hồ cũng hiểu được nam tử nói như vậy cũng có phần đúng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. So với nghịch linh thông đạo, vẫn là thành thành thật thật tiến dai lên hóa thần hậu kỳ, sau đó tự động phi thăng linh giới mới là thực tế năm đó nếu không phải thượng cổ ma giới làm trò quỷ khiến cho thiên địa nguyên khí của nhân giới chúng ta loãng như thế lấy tư chất của chúng ta làm sao tất cả đều bị đình trệ ở sơ kỳ cảnh giới này mà không thể tiến thêm nói tới đây nam tử hiện lên vẻ bất bình oán hận nói bạch huynh có oán trời trách đất cũng là vô dụng thôi theo ta biết sau khi đám cổ tu cuối cùng phi thăng về sau tuy rằng không thể nói rằng không có tu sĩ nào tu luyện tới hậu kỳ tiếp tục phi thăng linh giới nhưng cũng chỉ ít ỏi có mấy người thôi so sánh với thời điểm thượng cổ thì căn bản là cách một trời một vực tới những năm gần đây tình huống tựa hồ càng tồi tệ trong gần vạn năm nay nhưng lại không có một gã tu sĩ nào có thể phi thăng cái này trách không được bọn phong lão quái biết rõ là xa vời vì vậy mới đem hy vọng ký thác ở nghịch linh thông đạo hôi bảo lão giả cảm thấy buồn bực nói bọn họ có cách làm của bọn họ còn ta có con đường tu luyện của ta thôi nói đến đây thôi Hiện tại Hồ Huynh đã biết ý tứ của Bạch Mỗ, hoặc là trực tiếp cự tuyệt phong lão quái, hoặc chính là tự mình đi một chuyến. Ta còn muốn bế quan, thứ lỗi cho ta không thể tiến xa được. Đúng rồi, về sau ta sẽ kêu môn hạ đệ tử hoàn toàn phong bế cốc này, nếu không đem hỏa tinh tảo hoàn toàn luyện hóa, sẽ không gặp bất cứ kẻ nào. Nếu ngươi có gặp mấy lão quái vật kia cũng nói hộ một chút. Nam tử trong vách tường băng có chút không kiên nhẫn nói thêm một điều gì, vội vàng nói xong mấy câu, sau đó trực tiếp hạ lệnh đuổi khách lập tức trong vách tường băng hoàn toàn không có một thanh âm nào phát ra. Hồi bào lão giả sắc mặt âm trầm, sau một lúc trần chờ ở trước vách băng, đột nhiên dẫm chân một cái. Vì hai quả huyết khí đan này, lão phu cũng chỉ có mạo hiểm một lần, có đan này ta có thể kéo dài hơn trăm năm thọ nguyên, đủ để đền bù việc này mất đi tinh nguyên lão giả sau khi thì thảo nói xong lời này, quanh thân nổi lên một vầng lục quang, hóa thành một đạo kinh hồng bay đi, ly khai khỏi cốc này. Côn Ngô Sơn chấn ma tháp trước cung điện trong tầng tháp thứ 8, Hàn lập mặt không hề thay đổi hai tay bắt quyết niệm thần chú, không chung hơn 10 khẩu phi kiếm ngưng tụ với nhau phát ra một trận vù vù sau đó hóa thành một thanh cự kiếm dài mấy trượng, kim quang chợt lóe đánh xuống. uyên sau một tiếng nổ, nơi cự kiếm chém qua, một bạch ngọc thạch nhân trực tiếp hóa thành đá vụn. Ánh mắt thoáng lướt qua tàn thi của thạch nhân, đá vụn xung quanh lại một lần nữa ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Hàn lập, gật đầu, trên tay điểm một cái, cự kiếm siêu một tiếng lại bay vụt trở lại, đây là lần thứ tư hắn hoàn toàn phá hủy thạch khôi lỗi. Nay ở trong đại trận thạch khôi lỗi, dưới sự phối hợp của pháp trận phản phất như có được tấm thân bất tử, nhưng trên thực tế nếu chúng bị phá hủy tới một mức độ nhất định nào đó, cuối cùng cũng không thể có khả năng một lần nữa khôi phục. Tuy nhiên đó cũng là do tình huống tại đây có đồng thời có nhiều nguyên anh trung kỳ và hậu kỳ không ngừng công kích, nếu không với hai người mà nói, chỉ sợ có đem hao hết pháp lực cũng không có khả năng phá hủy hoàn toàn thạch khôi lỗi mà không biết kim nhận trong tay thạch khôi lỗi dùng tài liệu gì luyện chế pháp khí này chẳng những sắc bén dị thường hơn nữa mỗi thanh đều có thần thông diệt ma hàn lập tận mắt nhìn thấy trên kim nhận phát ra đao khí làm cho vài tên tu sĩ tu luyện ma công tuyệt không dám để cho chúng tới gần nếu không hộ thể ma khí có thể bị trực tiếp xuyên thủng không thể ngăn cản về phần tu sĩ muốn trực tiếp vào trận thì sẽ bị thạch khôi lỗi trên điện thờ đồng thời phóng ra đao khí ngăn chặn không cho người bên ngoài chạy vào mà các đạo đao khí khi đồng thời phóng ra đều theo một quỹ tích cực kỳ huyền diệu công kích không cho một người nào có thể vào trong pháp trận. Sau đó, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được loại tấn công lợi hại liên tục này, nếu mà cố tình dùng phương pháp xâm nhập vào trận thì sẽ bị đồng thời các loại cấm chế công kích, nếu sau khi xông được vào đại trận cũng phải nhanh chóng phá bỏ các cấm chế này. Ở đây cũng không phải là các tu sĩ bình thường, tự nhiên đều rõ ràng biết sự ảo diệu trong đó. Đương nhiên cũng không có kẻ nào ngu ngốc đi mạo hiểm, Tất cả đều chỉ chăm chú công kích thạch khôi lỗi ở phụ cận quanh mình, chờ cho tới khi tiêu diệt hết sạch khôi lỗi này, rồi mới tiếp tục bài trừ đại trận, điều này sẽ tăng khả năng thành công lên gấp bội. Hàn Lập sau khi phá hủy thạch khôi lỗi trước mắt, hắn vẫn chưa tiếp tục động thủ, mà nhíu mày lướt nhìn qua mọi nơi, chỉ thấy trên tế đàn thạch khôi lỗi còn có thể hoạt động chỉ còn lại vài cái mà thôi, xem ra pháp trận này bị phá chỉ là sự tình trước mắt mà thôi. Chính lúc hắn đang nghĩ như vậy, thì đột nhiên trong đầu Ngân Nguyệt không có một chút dấu hiệu báo trước kêu to một tiếng thanh thoát, lập tức phát ra từng trận rên nhỏ, dường như bộ dạng cực kỳ thống khổ. Điều này làm cho Hàn Lập cả kinh, vội vàng truyền âm hỏi. "Bị làm sao vậy, Ngân Nguyệt, có chỗ nào không tốt sao?" Hàn Lập thanh âm có một phần thân thiết hỏi. "Đừng lo, trong cung điện giống như có cái gì thức tỉnh, làm cho cảm giác của ta vô cùng kỳ lạ, giống như là rất quen thuộc, rất trọng yếu, không." "Đầu của ta đau quá." Ngân Nguyệt miễn cưỡng chỉ nói được vài câu liền nhịn không được tiếp tục nổi lên tiếng rên rỉ. Chương 1036, Ngân Nguyệt, Tuyết Linh, Lung Mộng. Hàn Lập nghe được lời này, trong lòng cảm thấy rùng mình, vội hướng nhìn tới pháp trận phía cung điện. Kiến trúc này từ bên ngoài nhìn vào so với vừa rồi cũng không có gì thay đổi, vẫn chưa lộ ra cái gì khác thường. Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đang muốn hỏi Ngân Nguyệt một chút. Đột nhiên một cỗ linh áp kinh người từ trong cung điện phóng lên trên. Tiếp theo hình một tiếng nổ vang lên, một đạo hoàng quang phá vỡ đỉnh chóp bắn ra, lập tức hóa thành một bàn tay cự đại màu vàng, hướng bát linh xích chộp xuống. Một màn này xảy ra làm cho các tu sĩ ở phía ngoài cung điện đều cả kinh, có mấy người trực tiếp kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, từ trong cung điện truyền ra một tiếng cười duyên dáng, lập tức không gian xung quanh bát linh xích chợt dao động. Một nhân ảnh che mặt quỷ dị hiện ra, người này sau khi vừa hiện ra, miệng liền hé ra, rồi phun ra một đạo quang trụ to bằng nắm tay sau đó chợt lóe lên rồi lướt đi mang theo một âm thanh giống như tiếng sấm. Bàn tay màu vàng kia đã dễ dàng bị quang trụ xuyên thủng. Một tiếng kêu thê lương truyền ra, bàn tay cử đại nhanh chóng tiêu thất không thấy đâu nữa. Lập tức một nhân ảnh được bao bởi một vòng hoàng quang hiện ra. Cuống quyết lui về phía sau thật nhanh, nhân ảnh che mặt phát ta một âm thanh cười khẽ. Quỷ mị lóe lên, cũng không biết làm như thế nào, vừa cách đó hơn 10 trượng, trong nháy mắt đã đuổi tới người nọ. Hoàng Quang Trung Nhân Tu Sĩ thấy vậy kinh hãi, mồm liền há ra, rồi phun ra một đạo tiên huyết. Nay tiên huyết biết thành một đạo công kích vô cùng nhanh chóng, nhưng nhân ảnh che mặt cũng không thèm động thân, tiên huyết xuyên qua thân thể nhưng mà giống như là vừa đánh qua một ảo ảnh. Mà người che mặt lúc này một cánh tay giơ lên rồi đánh ra, một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ trong miệng Hoàng Quang Trung Nhân Tu Sĩ truyền ra, lập tức không biết hắn thì triển cái gì bí thuật, hóa thành một cỗ hoàng hà bay ra bốn phía ngay sau đó một lần nữa lại ngưng tụ ở một phía xa xa thành một nhân ảnh. Tuy nhiên lúc này sắc mặt lại trắng bệch dị thường, cả người loang lổ vết máu, trước ngực có mấy vết thương thật sâu do ngân chảo cào qua. Ngoài ra một cánh tay cũng đã bị chém mất, trông hắn giống như chó nhà có tang chật vật vô cùng. Thất thúc, ở ngoài pháp trận một gã đạo sĩ ăn mặc giống như tu sĩ diệp ra. Sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người này, khó có thể tin thét lên một tiếng kinh hãi. Người có bộ dạng trông thê thảm này chính là người có bối phận cao nhất trong diệp ra tới đây lần này, quái nhân đầu to. Mấy tên diệp ra tu sĩ tất cả đều cả kinh, bạch bào nho sinh sắc mặt cũng đại biến. Hàn lập cùng đám người thanh niên họ từ tuy rằng không biết rõ cụ thể thân phận của quái nhân đầu to. Nhưng thần thức sau khi đảo qua, đều cảm ứng được vị này có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lúc này trong lòng bọn họ đều hoảng sợ so với tu sĩ diệp ra cũng không có nhỏ hơn. Hàn lập sau khi hít một ngụm khí lạnh, ngưng thần hướng nhân ảnh che mặt nhìn kỹ trong lòng cảm thấy ngây ngốc người này thân mặc lam bào trang phục này kiểu dáng rõ ràng là của tu sĩ độc thánh môn tuy rằng người này đã che mặt không thể nhìn rõ diện mạo nhưng từ thân hình có thể nhìn ra tựa hồ giống như là độc thánh môn đại trưởng lão hoa thiên kỳ nhưng hắn vừa rồi nghe không lầm thì thanh âm người này phát ra rõ ràng là âm thanh của một nữ tử trẻ tuổi việc này thật sự là quỷ dị nếu không phải ở đây có nhiều tu sĩ thần thông đều không nhỏ hơn nữa bát linh xích còn ở ngay trước mắt hàn lập sẽ tuyệt đối bỏ đi đối với nguy hiểm không rõ ràng này hắn luôn luôn tìm cách tránh xa những tu sĩ khác cũng nhận thấy có điều gì đó cổ quái đều dùng ánh mắt kinh nghi hướng tới nhân ảnh che mặt thần bí này người này thể đem một vị nguyên anh hậu kỳ bước tới mức chật vật thê thảm như vậy chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ tu sĩ ý niệm này trong đầu hầu như mọi tu sĩ ở đây đều nghĩ tới mọi người đều cảm thấy lạnh người thần bí nhân thấy quái nhân đầu to có thể may mắn chạy thoát cười lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục đuổi theo. Mà hướng đôi mắt nhìn mọi người ở ngoài pháp trận, ánh mắt người này giống như băng hàn, những tu sĩ sau khi tiếp xúc với ánh mắt này giống như bị một cái đại trùy đánh chúng, mỗi người sắc mặt đều đại biến. Tên đạo cô tu sĩ của Diệp ra cùng hóa tiên tông nữ tử tú lệ tu vi ở đây là yếu nhất, sau khi tiếp xúc ánh mắt đó, thân hình không khỏi lung lay một cái rồi lùi về phía sau hai bước mới ổn định được thân hình. Hàn lập thầm kêu không ổn, trong mắt lam quang chợt lóe, vội vàng điều động minh thanh linh mục tăng cường ngăn cản nhưng sau khi bị ánh mắt đảo qua vẫn cảm giác cả người phát lạnh giống như thân ở trong một động băng hắn sắc mặt hơi tái uy ngươi là thần bí nhân trong miệng truyền ra giọng nói nữ tử kinh nghi hỏi ánh mắt sau khi đảo qua không ngờ khi nhìn tới trên người hàn lập thì dừng lại không tiếp tục nhìn người khác dường như gặp một việc gì đó không thể tin được đúng lúc này bên hông hàn lập một cái túi linh thú trượt động bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trong miệng túi bắn ra Liên đó, một con tiểu bạch hồ đứng ở trước người Hàn Lập. Linh thú này cũng không có do dự xoay người một cái, lập tức một đoàn ngân quang bao phủ rồi hóa thành một thiếu phụ trẻ tuổi, trên thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt như hoa. Chính là ngân nguyệt mượn thân thể yêu hồ viễn hóa ra nhân hình. Quả nhiên là người thần bí nhân vừa thấy ngân nguyệt, thân hình chấn động, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Sau đó ngẩng đầu lên, tấm khăn che mặt rơi ra, lộ ra chân diện mục của người này. Hoa Thiên Kỳ đám người xung quanh một trận xôn xao. Có người kêu lên tên người này. Trên mặt thần bí nhân có xăm một đồ hình màu xanh. Không phải là Hoa Thiên Kỳ thì còn ai vào đây, chỉ là hắn có chút cổ quái, dung mạo của hắn có chút biến đổi, một đôi đồng tử lại trở thành màu xanh biết yêu dị. Vẫn không có nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Ngân Nguyệt, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Thấy tình hình quỷ dị như vậy, cả đám kỳ nhân cũng theo bản năng trầm mặc xuống. Với sự lịch duyệt phong phú của những người này, sao lại không biết trên người Hoa Thiên Kỳ đã xảy ra chuyện? nay rõ ràng đã bị người ta phụ thể. Trong lòng những người ở đây đều cảm thấy dùng mình, đều âm thầm đoán lai lịch của người thần bí này. Nhân cơ hội này, quái nhân đầu to vội vàng lùi ra xa giữ một một khoảng cách an toàn với hoa thiên kỳ. Đồng thời vội vàng ăn một khỏa đan dược, rồi lấy ra một tấm phủ dán vào chỗ cánh tay bị đứt, nhất thời một trận bạch quang phát ra. Miệng vết thương lập tức nhanh chóng liền lại, sau đó hắn ngẩng khuôn mặt đang tái xanh nhìn về phía hoa thiên kỳ. Nhìn tình hình trước mắt, hai mắt cũng cảm thấy mơ hồ tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển xem ra vị này đại khái gọi ngân nguyệt chính là đang nói về một người nào đó tuy nhiên không biết nàng cùng ngân nguyệt có cái loại quan hệ gì là địch hay là bạn tuyết linh đáng nhẽ ngươi nên tìm tới nơi này từ nhiều năm trước không nghĩ phải nhiều năm trôi qua như vậy ngươi mới có thể tới được đây tuy nhiên khí thức của ngươi sao lại suy yếu như thế này lại còn ký gửi tại loại yêu hồ bốn đuôi này Ngươi không sợ làm nhục thân phận Ngân Nguyệt Thiên Lang của chúng ta sao? Trên mặt Hoa Thiên Kỳ vẻ ngạc nhiên liền thu liếm lại, lạnh nhạt nói. Ngân Nguyệt nâng cánh tay nhỏ bé của mình vuốt mái tóc đen nhánh và dài từ trên trán nhẹ nhàng đưa về phía sau, rồi dùng một loại ngữ khí không quá chắc chắn nói: Ngươi là Linh Lung. Hoa Thiên Kỳ nghe lời này trong mắt chợt lóe lên dị sắc, ngước nhìn Ngân Nguyệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười lên khách khách rồi nói: Thật là không nghĩ tới a, à, đường đường là Lan tộc đệ nhất mỹ nữ. Ái phi được Thiên Khuê Thần Lang yêu quý lại mất trí nhớ thế này, ta sớm đã phải nghĩ tới, năm đó phân thân của Nguyên Sát Thánh Tổ đem nguyên thần của ngươi bức ly khỏi thân thể, thần thức của ngươi làm sao có thể bảo trì được hoàn hảo như thế được. Hảo muội muội của ta, ta cũng không phải là linh lung mà là lung mộng. Người này rõ ràng mặt cùng thân thể là đàn ông, tiếng cười lại dị thường kiều mị, làm cho người ta thật sự cảm thấy quỷ dị vô cùng. Hàn Lập lại nhíu mày, trong lòng mơ hồ dự cảm có điều gì đó không tốt tuy rằng còn chưa biết nàng này cùng ngân nguyệt quan hệ như thế nào nhưng nghe lời nói vừa rồi lại mơ hồ thấy được sự vui mừng khi ngân nguyệt gặp họa ngân nguyệt đôi mi nhíu chặt lại hai mắt nhìn chằm chặp hoa thiên kỳ ngọc dung âm chầm bất động dường như đối với lời nói của đối phương giống như nhớ ra được cái gì đó lời của ngươi làm cho ta nhớ lại một ít chuyện cũ nhưng có rất nhiều chuyện không rõ còn có chút mơ hồ nhưng ta nhớ không lầm thì ngươi chính là ta mà ta cũng chính là ngươi ngân nguyệt mở miệng chấn định nói hừ, xem ra ngươi còn có thể nhớ lại sự tình này. Đúng vậy, ta và ngươi vốn là cùng một người, ta và ngươi trước kia hợp nhất tên là Lung Nhi, lúc trước nàng vì ứng phó lần thiên kiếp thứ hai, trước thiên lôi kiếp ngàn năm, nàng buộc phải tu luyện một bí thuật vô thượng của ngân nguyệt tộc chúng ta. Kết quả nửa đường tu luyện lại luyện sai công pháp, buộc phải mạnh mẽ đem tinh hồn phân ra làm hai. Biến thành hai cái nguyên thần là ta và ngươi, tất nhiên, trước kia nguyên thần của ngươi so với nguyên thần của ta cường đại hơn, tự nhiên nguyên thần của ngươi làm chủ thể của thân thể. Dưới sự áp bách của ngươi, ta không lâu sau bị rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng hiện tại tình hình lại tương phản, nguyên thần của ngươi lại suy nhược đến mức đáng thương, ta chỉ cần nhấc tay một cái có thể đem ngươi tiêu diệt. Hoa thiên kỳ thanh âm chợt lạnh lùng nói, Ngân Nguyệt nghe thấy vậy thần sắc có chút căng thẳng, nhưng lập tức liền khôi phục lại như thường. Tuy rằng có nhiều chuyện ta nhớ không rõ lắm, nhưng vệ huyết hồn ấn ta lại nhớ rất rõ ràng, vì vậy ngươi không thể giết được ta nếu ta thật sự hình thần câu diệt người so với ta cũng chẳng tốt hơn đâu ngân nguyệt bình tĩnh dị thường nói vừa nghe ngân nguyệt vừa nói xong lời này hoa thiên kỳ sắc mặt trầm xuống hai mắt bỗng phóng ra lục mang tiếp đó ngân nguyệt kêu nhỏ một tiếng thân mình run lên bị đánh bay ra ngoài không có một chút lực hoàn thủ hàn lập thấy vậy không hề suy nghĩ một chảo đánh tới nhất thời một cái quang thủ màu xanh ở phía sau ngân nguyệt hiện ra một tay bắt lấy thân thể của ngân nguyệt đang ở trên không sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống. Vừa thấy cảnh này Hoa Thiên Kỳ có chút ngẩn ra, giận dữ tới tím mặt, ánh mắt lập tức trừng lên hướng về Hàn Lập. Thầm kêu không ổn, Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều lập tức vung tay lên, Nguyên Cương Thuẫn lập tức phóng đại sau đó chắn ngay trước người. Âm một tiếng thật lớn vang lên, bề mặt Ngân Thuẫn Ngân Quang chợt hiện, toàn bộ mặt Thuẫn bị lõm xuống một tấc, lưu lại một vết lõm thật lớn một cách rõ ràng. Hàn Lập hít sâu một ngụm khí lạnh, phụ cận, những tu sĩ khác nguyên đối với Hoa Thiên Kỳ cùng Ngân Nguyệt đối thoại, cũng không có hiểu ra sao. Nhưng vừa thấy một màn phía sau, đều nổ ra một trận bàn tán xôn xao. Mà hai tên yêu quái ngân xí giả dạ xoa cùng sư cầm thú, từ khi Hoa Thiên Kỳ hiện thân. Trên mặt liền mang vẻ mặt hoang mang, sau khi nghe tới tên Linh Lung cùng Tuyết Linh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hiện nay, nhị yêu dường như biết được một ít lai lịch của hai cái tên này. Hai tên liền đánh mắt trao đổi với nhau rồi bắt đầu nhẹ nhàng lui về hướng truyền tống trận hoa thiên kỳ thấy một kích không có hiệu quả hiển nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên sau đó khinh miệt hừ một tiếng sau đó muốn tiếp tục ra tay nhưng nàng lập tức như nhớ ra cái gì rồi dò xét nhìn hàn lập rồi lại liếc mắt nhìn ngân nguyệt bỗng nhiên khẽ nở nụ cười tuyết linh tại sao khí tức của ngươi trên người này lại nồng đậm như vậy mà ngươi vừa rồi lại từ trong túi linh thú của tên này đi ra chẳng lẽ ngươi đã trở thành linh thú của người này không biết có phải không cho dù là vậy thì đã sao nào Ngân Nguyệt nghe thấy vậy, Ngọc Dung liền hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng trả lời: "Hi, hi, hi, không có gì, nếu là như thế, ta đây cần phải chúc mừng người này. Có thể đem sủng phi của Thiên Khuê yêu vương làm linh thú, cho dù là linh giới Tam Hoàng cũng không dám vọng tưởng như thế." Hoa Thiên Kỳ sau một trận cười duyên, không có hảo ý nói: "Chương 1037, Cửu chân phục ma trận." Ngân Nguyệt sau khi thân hình đứng vững lại, sắc mặt tái nhiệt nhưng lại hướng hoa thiên kỳ khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia diếu cợt. Ngươi là ta, ta cũng là ngươi, nếu là để cho người nào biết được việc này, ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào. Huống hồ mặc dù người mà người nào cưới là lung linh, nhưng hắn sủng ái nhiều nhất vẫn là ta, chớ quên, năm đó là ai giúp ta áp chế, cưỡng ép làm cho cơ thể ngươi ngủ say. Vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời này, dáng vẻ tươi cười trên mặt hoa thiên kỳ chợt tắt, hai mắt bỗng lộ ra một cổ sát khí, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, khẽ quay đầu, một tay bỗng nhiên hướng nơi nào đó ngoài pháp trận nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh một tiếng vang thật lớn, mọi người liền thấy nơi tiến vào truyền tống trận màu trắng bỗng nhiên sụp đổ lõm xuống, lộ ra một cái hố to sâu hơn trượng. Đang lặng yên thối lui đến gần truyền tống trận, ngân xí giả xoa cùng sư cầm thú thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến thân hình khựng lại, không thể không dừng bước. Hai người muốn đi đâu, một người cùng không huyền đạo sĩ năm đó giống nhau như đúc nhưng trên người lại nồng nặc thi khí như vậy tuy rằng hình dáng bên ngoài thay đổi không ít nhưng mà bản phi còn có ấn tượng chính là linh cầm nọ năm đó không huyền đạo sĩ nuôi dưỡng không sai ta còn nhớ chuyện đó hồi trước không huyền đạo sĩ bị ta phong ấn lại xem ra ngươi chính là hắn di lưu lại tu luyện thông linh thân thể thế nhưng còn tu luyện tới cảnh giới ngân xí dạ xoa cũng có thể ta nói có điểm sai hoa thiên kỳ nhìn chằm chằm ngân xí dạ xoa lạnh lùng nói không nghĩ tới là linh lung tiên tử dễ dàng nói ra lai lịch hai ta lại nói ta năm đó cùng tiên tử coi như là từng có duyên gặp mặt ngân xí dạ xoa thần sắc không đổi nhưng trung quy vẫn cười khổ một tiếng nói cùng ta có gặp mặt một lần là đời trước không phải ngươi nhưng con sư cầm thú này năm đó chẳng qua là thất cấp linh cầm mà thôi hiện tại đã tiến giai tới thập cấp yêu thú xem ra cho dù trở lại linh giới quả thực cũng đủ để có chỗ đứng hoa thiên kỳ hừ một tiếng nói mặc kệ nói như thế nào trong đầu ta còn nhớ phong thái tuyệt thế của tiên tử năm đó nhưng tiên tử đem truyền tống trận này phá hủy là có dụng ý gì bị khám phá lai lịch ngân xí giả dạ xoa ngược lại có chút chấn định không có gì nếu đã đến thì sẽ không phải rời đi vội vã vậy chứ bản phi nói không chừng còn muốn mượn sức hai người các ngươi đó hoa thiên kỳ hời hợt nhẹ nhàng bâng cua nói ngân xí giả dạ xoa sắc mặt âm trầm xuống tuy rằng lão yêu này căn bản không nghĩ sẽ lưu lại đây nhưng nếu truyền tống trận bị hủy nghĩ muốn tìm được con đường khác sẽ không chỉ là nhất thời nửa khắc công phu sau khi con mắt thoáng xoay chuyển lại trầm mặc hoa thiên kỳ thấy vậy không hề để ý tới nhị yêu ánh mắt hướng thanh niên họ tư lại còn nhìn lướt qua vị tu sĩ diệp ra khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh tốt rất tốt không nghĩ có nhiều loại tu sĩ như vậy đến đây hơn nữa tu vi còn không tệ mặc kệ thân phận tiền bối ở linh giới hiển hách ra sao như thế nào lại phụ thân ở trên người hoa đạo hiếu? Diệp ra chúng ta lần này mở ra phong ấn côn ngô sơn. Chỉ là vì thông thiên linh bảo mà thôi, tiền bối chỉ cần đồng ý đem bát linh xích này giao cho tại hạ. Diệp ra chúng ta có thể trợ giúp tiền bối thoát ly khỏi tháp này. Bạch bào nho sinh qua vừa rồi lắng nghe tỉ mỉ, ẩn ẩn nghe rõ đại khái lai lịch vị này, bỗng nhiên tiến lên từng bước cung kính nói, lời từ mỗ muốn nói, không thể tưởng được bị Diệp đạo hữu nói ra trước. Thanh niên họ từ nghe vậy bật cười ha ha, ra cười nhưng thịt không cười nói. Hai người này đều xảo quyệt, gặp yêu phi đang phụ thân hoa thiên kỳ vừa ra tay cùng biết không thể địch lại được. Không khỏi cùng nổi lên ý niệm lôi kéo mượn sức trong đầu. Bát linh xích, tốt, các ngươi ai có bản lĩnh có thể thu phục bảo vật này, cứ lại đây là được. Bản phi không ngăn cản, hoa thiên kỳ ánh mắt chợt lóe nhưng lại chẳng hề để ý cứ thế nói. Nghe xong lời này, trưởng lão diệp ra cùng thanh niên họ từ ngẩn ra, sau đó kinh ngạc liếc mắt lẫn nhau một cái. Sao vậy, cho các người qua lấy bảo vật, sao lại e sợ vậy? Hoa thiên kỳ trong miệng phát ra tiếng cười châm chọc, nhưng bạch bào nho sinh cùng thanh niên họ từ lại ngược lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phu nhân ở bên ngoài kia, từ sau khi hoa thiên kỳ xuất hiện, trên mặt vẫn lộ ra biểu tình cảnh giác dị thường. Lúc này ngọc thủ thu vào trong tay áo trật động, nhưng trong túi chữ vật lại lặng yên bay ra một vật. Động tác dị thường cẩn thận, dường như sợ hoa thiên kỳ phát hiện nếu tiền bối không muốn bảo vật này vừa rồi ở lúc nãy khi lão phu thu bảo vì sao ra tay cản ta lại xa xa quái nhân đầu to trốn ở một chỗ khác trong cung điện trên không bỗng nhiên hỏi những người khác lấy bảo vật đều được duy mình ngươi không được hoa thiên kỳ liếc mắt lườm quái nhân một cái lạnh nhạt nói vì cái gì quái nhân sắc mặt có chút vô cùng khó coi liếc qua cánh tay bị cụt của mình oán hận nói vì cái gì trước đó không lâu đã thấy qua phân thân của nguyên sát thánh tổ rồi chứ cái gì nguyên sát thánh tổ ta căn bản không biết quái nhân đầu to trong lòng dùng mình nhưng trong miệng lập tức phủ nhận nói tuy rằng ngươi cùng tên ma này ở cùng một chỗ một thời gian rất ngắn nhưng trên người vẫn đang lây dính một tia ma khí thường nhân khó gặp ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ngươi không thừa nhận cũng không sao cả nhưng vừa rồi sau khi ngươi tiến vào trong điện vừa thấy hồn của ta liền sinh tâm bất thiện phải không điều ấy đúng chứ nếu không phải ta phụ thân người khác trước một bước khiến ta tỉnh lại chỉ sợ thật đúng là gặp phải độc thủ của ngươi mà lại còn dùng diệt hồn phù đối phó ta mạng quả là lớn a à. hoa thiên kỳ trong mắt lục mang trợt lóe thanh âm thoáng chốc có chút khí phách nho sinh áo trắng nghe xong những lời này trong lòng sửng sốt lập tức môi vội vàng hướng quái nhân truyền âm vài câu tựa hồ muốn hỏi một chút nhưng đầu to quái nhân lại như không nghe thấy mặt lạnh lùng một chữ cũng không nói bạch bào nho sinh nhất thời bộ mặt trầm xuống nguyên sát thánh tổ là sao là thượng cổ yêu ma sao lúc này chính là hàn lập bỗng nhiên mở miệng hắc hắc nguyên sát thánh tổ hoa thiên kỳ sắc mặt khẽ biến một chút nhưng lập tức ngửa đầu nhìn trời cười lạnh không có trả lời ngay câu hỏi của hàn lập hàn lập khẽ cau mày cảm giác nói cho hàn lập biết thiên nam cổ ma nọ sẽ xuất hiện ở côn ngô sơn chỉ sợ là cùng nguyên sát thánh tổ này rất có quan hệ mỗi người âm thầm tự cân nhắc không ngừng tại lúc này lại lâm vào trong yên lặng nhưng một lát sau một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chư vị đạo hữu chớ để bị lừa, nàng này vốn không phải yêu phi thượng giới gì cả, rõ ràng là hóa thân cổ ma thánh tổ kia biến hóa mê hoặc chúng ta. Các ngươi nếu tiến lên, thực lấy đi bát linh xích của thượng cổ tu sĩ dùng để trấn áp cổ ma này. Chỉ sợ cổ ma này thật sự thoát khỏi vòng vây, đến lúc đó, liền đem tới một hồi đại kiếp nạn tới toàn nhân giới. Người vừa nói, đúng là hóa tiên tông mộc phu nhân giờ phút này một tay nàng đang cầm một miếng ngọc màu xanh biếc dài mấy tấc mặt trên lòe lòe sáng rực lên nhưng lại hiện lên một thước ảo ảnh ngũ trào chân long rất lớn chân long ảo ảnh này đối mặt hoa thiên kỳ dương nhanh múa vuốt đặc biệt giận dữ tựa hồ nhìn thấy cái gì có bộ dáng phi thường chán ghét hóa long ấn hoa thiên kỳ vừa thấy vật ấy mặt liền biến sắc nhưng lại không lưỡng lự tay hướng nàng này tại hư không nhấn một cái ầm um, một tiếng một cỗ lực lớn dường như xé rách hư không trực tiếp hướng đỉnh đầu đối phương đè xuống. Một phu nhân cả kinh, vội vàng nhấc ngọc tỷ trong tay, nhất thời bên trên một tiếng long ngâm, long ảnh nháy mắt lớn gấp 10 lần, từ bảo vật bay ra. Trực tiếp đón nhận áp lực cực lớn tại không trung, sau một tiếng nổ dường như toàn bộ không trung đều chấn động. Long ảnh cùng cự lực phát ra một trận bạch quang, cùng nhau tiêu thất. Mà nhân cơ hội này, Mộc phu cùng nữ tử tú lệ bên cạnh đồng thời dương tay lên phóng ra kim ngân lưỡng đạo quang hoa, nhật nguyệt toa hiện ra nguyên hình, thân hình nhị nữ nhoáng lên một cái, đã chui vào bên trong. Hoa thiên kỳ thấy vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, miệng hé ra. Một dải cột sáng màu bạc hướng linh toa chợt lóe bắn lướt qua. Một màn ngoài ý mọi người liền xuất hiện, một ảo ảnh cự lộc khoác một lớp vảy quái dị, đột nhiên không một chút dấu hiệu nào ở trong đại trận hiện lên. Nhưng lại hé miệng ra liền đem cột sáng này nuốt vào trong bụng. Sau đó lại không thấy bóng dáng, Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lộc Hàn Lập trong lòng cả kinh, vội vàng hướng bát linh xích kia nhìn lại. Chỉ thấy thước này nguyên bản trên không trung trôi nổi bồng bềnh, cũng không biết từ khi nào khẽ run lên, mà theo run rẩy này, một vòng thất sắc linh quang trên thước hiện ra, tám cái ảo ảnh linh thú cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng ở trong linh quang. Nhưng mà bộ dáng linh bảo này cũng bị kích phát. Không tốt, Hoa Thiên Kỳ vừa thấy cảnh này, sắc mặt bỗng phát lạnh, lập tức quanh thân ngân quang chợt lóe không nói hai lời bay vào bên trong cung điện bát linh xích bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù chói tai theo sau phụ cận đại trận linh quang đại phóng trước mặt một hồi dung chuyển dữ dội nhưng lại nứt ra chín khe cùng trong tiếng ầm ầm chín tòa tế đàn khác hiện ra cửu tòa tế đàn này ước chừng chỉ là mặt nhỏ so với toàn bộ trên mỗi một mặt còn có một thanh kim quang trói lọi dựng thẳng ở tại đó kiểu dáng ngoại hình ban đầu đều cùng kim nhận trong tay thạch khôi lỗi độc nhất vô nhị nhưng chúng nó quá lớn mỗi một khẩu đều cao hơn 10 trượng, chín cây cột phẳng phất như nhau, làm cho người ta cảm thấy e ngại cực kỳ. Cửu chân phục ma trận vừa thấy cửu tòa tế đàn này. Bạch bào nho sinh ngẩn ra, nhất thời quát to một tiếng, hàn lập thấy tình thế không ổn, sớm nắm lấy tay ngân nguyệt lui ra phía sau, vừa nghe diệp ra đại trưởng lão nói, trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ cảm giác dường như nghe nói qua tên này ở đâu. Nhưng là hắn còn kịp cân nhắc việc này, một mặt không gian ở trong hắc quang chấp động, nhưng lại sụp đổ xuống một chút, vô số cỗ ma khí như ô mãng từ bên trong thoát ra. Một trận thanh âm cuồng tiếu, siêu một tiếng, một cái song thủ bốn cánh tay ma ảnh ở trong ma khí bay theo ra. Ngừng lại một chút, liền sừng sững ở giữa không trung. Cửu khẩu cự nhận quang hoa đại phóng, theo cự nhận trên các hướng không trung bắn ra một đạo lớn đao quang. Một mảng ánh kim cực lớn hiện ra trong nháy mắt cơ hồ liền che lại nửa bầu trời, hướng ma ảnh hung hăng đè xuống. Ma ảnh trong miệng cười to chợt ngưng lại, lập tức hoảng sợ quay về phía sau, nhưng đao quang bỗng nhiên chợt lóe, một chút kim quang liền quỷ dị hiện lên ở trên đỉnh đầu ma ảnh, hung hăng chảm xuống. Oanh một tiếng, kim quang áp tới rồi lóe ra, một cái thân ảnh vô cùng nổi bật, yểu điệu hiện lên ở trước ma ảnh. Vươn một ngọc chỉ thon thon, chống đỡ đạo kim quang này. Chương 1038, ma hiện. Sau một tiếng phanh, kim quang đã bị thủ chỉ bắn ra khai mở, liền đó hiện ra một khuôn mặt, là một người mặc váy đen, mang một vẻ kiều mị tựa như không phải của một nữ tử phàm nhân. Ngân Nguyệt vừa thấy dung nhan tuyệt sắc này, thân hình run lên, sắc mặt trở tái nhợt. Ánh mắt Hàn Lập dừng lại ở trước cặp song thủ tứ tí trên người ma ảnh kia. Hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm, yêu ma này đúng là con cổ ma đã trốn ra được từ trụy ma cốc. Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong cơ thể kêu nhỏ một hồi, đã cảm ứng được hai thanh phi kiếm bị bắt đi. Về phần nữ tử kiều mị dị thường phía trước người cổ ma này, dường như nhu nhược không có chút pháp lực nào, căn bản nhìn không ra tu vi cảnh giới của đối phương. Hàn lập chợt hút một ngụm khí lạnh, thân hình chợt loáng lên một cái, đã mang ngân nguyệt tới bên kia cửu chân phục ma đại trận, sau đó mới buông cánh tay ngân nguyệt ra, vốn ngay từ đầu đã im lặng không lên tiếng, chỉ như một cái bóng bám theo người, hắn cũng nhịn không được nhìn hai mắt ngân nguyệt, mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Đa tạ chủ nhân, ngân nguyệt thấy hàn lập lướt mắt nhìn một cái, mặt mang vẻ phức tạp nhẹ giọng nói. Người cẩn thận một chút, hàn lập đã biết thân phận ngân nguyệt cũng không phải đơn giản nhưng vẫn là nhớ mày căn dặn một câu ngân nguyệt gật gật đầu xoay đầu nhìn phía nữ tử dung nhan kiều mị trên mặt lộ ra thần sắc phiền muộn thanh niên họ từ cùng đám người diệp ra tu sĩ cũng đều tránh sang pháp trận bên này tuy rằng lúc này vô cùng cảnh giác lẫn nhau nhưng trên mặt hai bên cùng lộ ra biểu tình kinh ngạc sao lại thế này sao trên hai người này cũng có phản ứng ma khí như vậy thanh âm khác thường khó có thể tin được từ bên trong chiếc nhật nguyệt toa kia truyền ra Lập tức thân hình nhoáng lên một cái, thân hình Mộc phu nhân hiện lên ở bên trên bảo vật này, trong tay đang cầm Hóa Long ấn biến hóa ra chân long chi ảnh. Chính là giờ phút này Long ảnh, mặt đối mặt với nữ nhân cùng cổ ma, phản ứng so với vừa rồi đối mặt với Hoa Thiên Kỳ thì thêm vài phần kịch liệt. Thậm chí nếu không phải một phu nhân dùng phép khống chế được bảo vật, Long ảnh căn bản là có thể tự hành bay vụt ra. Cũng không biết Lai Lịch Hóa Long ấn và thanh niên họ Từ. Một phu nhân lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, giờ phút này nàng mặc kệ cái gì ma khí với chả không ma khí trước mắt tình hình hỗn loạn như vậy lại xuất hiện thêm ma vật càng thêm lợi hại kia nàng đã có ý muốn rời khỏi đây thông thiên linh bảo dù hấp dẫn thật nhưng phải còn mạng đã rồi hãy mong lấy được sau khi nghĩ như vậy môi khẽ động hướng thiên lan thánh nữ ở bên cạnh truyền âm kết quả sau đó lâm ngân bình nhíu mày gật đầu vị thiên lan đại tiên sư này ánh mắt dần trở lên mơ hồ bất định không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm cái gì đó Trái ngược với thanh niên họ từ, bạch bào nho sinh thấy những người khác đều bị ma vật mới xuất hiện hấp dẫn, thả lỏng chú ý một chút đối với bát linh xích, lúc này ánh mắt chấp động vài cái, hướng hai người diệp ra khác đưa mắt ra hiệu. Lúc này hai người hai tay giấu lại bấm tay niệm thần chú, thân hình hơi nhoáng lên một cái nhưng lại xuất hiện một cái hư ảnh giống nhau như đúc, chân thân thần không biết quỷ không hay bắt đầu ẩn nấp, không thấy bóng dáng. Ngân sĩ quỷ giả dạ xoa vừa thấy dung nhan nữ tử mới xuất hiện, có chút trợn tròn mắt, nếu không phải đối phương ma khí đầy người thì dung nhan nữ nhân này rõ ràng chính là linh lung tiên tử năm đó nhưng vừa rồi người nọ ra tay hủy diệt truyền tống trận là ai có liên quan gì với ngân nguyệt đi theo bên cạnh hàn lập ngân xí giả dạ xoa nghĩ thầm một hồi con mắt chuyển động không ngừng không biết ở trong lòng có tính toán gì hóa tiên tông mộc phu nhân nhìn hóa lòng ấn trong tay sắc mặt âm trầm bất định bỗng nhiên khẽ dẫm chân không ngờ chui vào trong nhật nguyệt toa sau đó linh toa này nhoáng lên một cái trực tiếp biến mất trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu. Ngu xuẩn, nơi này vô luận là trên không trung cũng đều bị cổ tu thi triển pháp thuật cấm chế giống như dưới hạ điện này vậy. Khuê Linh ở phía sau Hàn Lập cười lạnh một tiếng, đối hành vi của một phu nhân tựa hồ trái lại khinh thường. Cái này cũng chưa chắc, hai nàng này rất thần bí, đối với con ngô sơn có vẻ hiểu biết không ít, nói không chừng các nàng thực sự có biện pháp phá vỡ cấm chế. Hàn Lập ánh mắt lại chấp động nói, hiện tại hắn đang nhớ tới cái gọi là cửu chân phục ma đại trận này lai lịch của nó năm đó xem qua trong một quyển trận pháp biển tịch từng có đề cập tới một chút tuy rằng đề cập không nhiều lắm nhưng vẫn nói pháp trận này ở nhân giới chính là pháp trận trừ tà đuổi ma lợi hại bậc nhất nghe nói năm đó khi thượng cổ đại chiến nhân giới tu sĩ từng dùng trận này diệt sát không ít thượng cổ yêu ma nghĩ đến đây hàn lập vội ngưng thần nhìn lại từ phía trước diệu linh nữ tử hiện thân cửu khẩu kim nhận thật lớn nổi điên phun ra vô số kim quang cuồng phong bão táp thổi quét đi hắc bào nữ tử trước cuồng phong vần vũ ngón tay liên tục bắn ra, vô luận bao nhiêu đao quang sắc bén dày đặc, hế bị đầu ngón tay này chạm vào, lập tức giống như loại rơm rác bị bắn tan ra. Làm cho người ta nhìn trợn mắt há hốc mồm, chẳng qua hàn lập dù cả kinh nhưng cũng đã nhìn ra. Nàng ta tựa hồ thật sự với phục ma đại trận này có chút kiêng kỵ, vẫn ở pháp trận có vẻ lưỡng lự, cũng không có hướng bên trong pháp trận mạo muội xông vào, hơn nữa nàng ta hướng về phía đám người hàn lập lạnh nhạt nhìn lướt qua, liền hướng phía trong cung điện nhìn tới ánh mắt cuối cùng dừng ở trên kiện bát linh xích kia bát linh xích lúc này từ sau khi nhị ma hiện thân liền vù vù lóe lên không ngừng phụ cận hiện lên ngân liên chẳng những lớn gấp mấy lần tám cái ảo ảnh linh thú lại dị thường rõ ràng tựa như chúng là thật vậy hắc bào nữ tử quay đầu cùng cổ ma bên cạnh nói nhỏ thanh âm nhỏ không thể nghe thấy hàn lập căn bản nghe không được gì cả ngân nguyệt cô gái này chính là vị nguyên sát thánh tổ kia hóa thân sao Hàn lập thở dài ra một hơi, đột nhiên hỏi một câu. Không hẳn là hắn, mà cũng là hắn. Kẻ nọ là một luồng tinh hồn cổ ma thánh tổ biến thành, cũng là cổ ma năm đó xâm lấn nhân giới, là một trong tam đại thống lĩnh. Năm đó cổ tu sĩ chết dưới tay nó, có thể đoán vô số kể. Xem ra trí nhớ ngân nguyệt thực khôi phục không ít, sau khi hơi trầm mặc, liền nói ra lai lịch nguyên sát thánh tổ này. Phân hồn cổ ma thánh tổ, vừa rồi nghe người nọ nói, nguyên thần của ngươi lúc trước bị buộc rời khỏi thân thể, chẳng lẽ thân thể mà phân hồn cổ ma hiện tại dùng là? Hàn lập đồng tử lam mang chấp động, tự nhiên nhìn ra thân thể hắc bào nữ tử không phải là biến ảo mà thành, không khỏi hỏi. Là thân thể của ta ban đầu không sai, tuy rằng không nhớ rõ lúc trước như thế nào lại bị đối phương cướp lấy thân thể, lại hóa thành khí linh bị giữ lại ở trong hư thiên đình, nhưng thân thể của nó đích thật là thân thể của ta cùng lung mộng năm đó dùng chung. Ngân Nguyệt khẽ cắn hàm răng, chậm rãi nói, ồ, người còn có cơ hội trở về chứ, dù sao ngươi mới đích thực là chủ nhân chân chính của thân thể đó không có khả năng không có cơ hội hàn lập nhìn biểu tình đờ đẫn của hắc bào nữ tử đối diện thần sắc khẽ động chủ nhân chẳng lẽ đã quên ta đã trải qua linh hồn cắn nuốt hơn nữa chiếm cứ thân thể yêu hồ này lâu như vậy còn có năng lực một lần nữa đổi thân thể nữa sao có lẽ thật sự có thần thông gì đó có thể một lần nữa làm được điều này nhưng có lẽ không phải công pháp nhân giới có thể làm được chắc phải tìm ở linh giới hơn nữa thần thức ta bị hao tổn tu vi đã giảm đến nông nỗi như thế này, ngay cả công pháp trước kia cũng quên hết hơn phân nửa. Làm sao đấu lại ma hồn, trừ phi, Ngân Nguyệt Trần chờ nói, trừ phi cái gì, Hàn không chịu dễ dàng buông bỏ, trừ phi ta cùng lung mộng phối hợp liên thủ, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng người xem tình hình hiện tại của nàng, sẽ vì ta làm việc này sao? Có lẽ bên này vừa mới đem ma hồn bước ra khỏi cơ thể, nàng bên kia liền lập tức đem ta phong ấn lại, thoải mái độc chiếm thân thể này. Ngân Nguyệt thở dài, hàn lập nghe vậy lại trầm mặc đúng lúc này cổ ma đối diện bốn cánh tay đột nhiên hướng quái nhân đầu to trong cung điện lớn tiếng kêu lên diệp đạo hiếu ngươi làm gì mà trì hoãn vậy nếu ngươi không thể trong khoảnh khắc diệt lang hồn nọ hiện giờ chỉ cần đem bát linh xích kia chế trụ thánh tổ cũng sẽ đáp ứng cho ngươi quán ma nhập thể ngươi tu luyện công pháp đều không phải là ma công linh bảo không có ai chủ trì sẽ không có gây điều gì bất lợi với đạo hiếu cả cổ ma thanh âm không lớn nhưng đủ để làm cho đám người Hàn Lập nghe rõ ràng. Mọi người sau khi cả kinh, đều cùng nhìn về phía cung điện trên không. Quái nhân đầu to nghe được cổ ma nói vậy, sắc mặt hiện ra sự do dự, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, sau khi cắn răng một cái, thực sự hóa thành một đạo hoàng quang thẳng đến bát linh xích vào tới. Nói cũng kỳ quái, thoạt nhìn bát linh xích thanh thế kinh người, nhưng lại đối với quái nhân độn quang tới gần không có phản ứng gì. Trong chớp mắt đã độn tới trước bát linh xích, tám cái ảo ảnh linh thú đối với việc này nhìn như không thấy. Nguyên bản quái nhân còn có chút lo lắng thấy vậy, tự nhiên mừng rỡ trong lòng, sau khi quang hoa chợt tắt, bóng người chợt lóe hướng về phía bảo vật lao tới. Ngươi thật đúng là có gan đó. Một tiếng hừ lạnh theo cung điện bỗng nhiên truyền ra, đầu to quái nhân tựa hồ phát hiện cái gì, nhất thời biến sắc thân mình nhưng bay ra ngoài. Ở chỗ vừa rồi, oanh một tiếng nổ, một cỗ lực lớn nháy mắt xuyên thủng qua, đem đỉnh chóp cung điện cơ hồ tung lên non nửa đầu to quái nhân thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Lão ma, người không cần xui khiến bọn tiểu bối này làm mấy cái chuyện mưu lợi đó. Có ta tỏa trấn bên dưới bát linh xích, mặc cho ai muốn đem bảo vật này đi đều phải có sự đồng ý của ta đã. Không nghĩ tới người thế nhưng có thể theo trong hắc phong kỳ thoát khốn mà ra, cứ như vậy nguyên bản trấn áp linh bảo của ta, hiện tại ngược lại thành đối phó lợi khí của ngươi. Lung mộng thanh âm lạnh như băng truyền ra, thật vậy không, ta cũng không có tâm tư cùng lung mộng đạo hữu tiếp tục dây dưa nữa, chỉ là một cái không gian bình chướng, ngươi cho là nó thật sự có thể cản được ta sao? Hắc bào nữ tử khẽ cười, nhưng lại trả lời. Sau đó nàng này bỗng nhiên hướng phía sau lui về hơn 10 trượng, tạm thời thoát ly khỏi kim quang quấy dày, hướng về phía sau vỗ một chảo, liền đó hắc ma khí trong nháy mắt một hồi cuồn cuộn, ngưng tụ co rút lại, trong chớp mắt ma khí tiêu tan, nhưng lại hiện ra một cây tiểu kỳ đen thui sáng bóng. Kỳ này không chút nào chậm trễ bắn nhanh đến, sau khi xoay quanh một cái, liền dừng ở trong lòng bàn tay hắc bào nữ tử. Hắc phong kỳ, không có khả năng, người chưa bao giờ tu luyện qua thông bảo quyết, như thế nào lại có thể sử dụng linh bảo này. Lung mộng thanh âm có chút trở nên rồn rập, ta là không có thời gian tu luyện thông bảo quyết này, nhưng người đừng quên ma hóa thần thông của thánh tổ bọn ta, cho dù nó là thông thiên linh bảo, sau khi bị ta tự mình quán chú ma khí một phen, cũng chỉ có thể tạm thời nghe lệnh ta. Hắc bào nữ tử thản nhiên cười, hắc phong kỳ lập tức run lên trong tay một tiếng nổ vang trầm muộn tại trên này truyền ra, toàn bộ không gian đều khẽ run lên. Đám người hàn lập dường như cảm thấy phụ cận không khí đều lâm vào căng thẳng, dường như trong phút chốc đã bị ngưng kết lại. Tất cả tu sĩ thần sắc kinh hãi, chương 1039, Hắc Vinh Kỳ. Hàn lập hít một ngụm khí lạnh, trận đại chiến trước mặt hiển nhiên là đã vượt xa cấp bậc Nguyên Anh. Vì vậy hắn không thể nào có chút nào khinh địch được. Lúc này trong lòng là một loạt ý niệm đang xoay chuyển, môi khẽ động vài cái, Huê Linh ở phía sau trong mắt tinh quang chợt lóe lên, hơi do dự một chút rồi thân hình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong lòng đất. Sau đó, hai mắt Hàn Lập mở ra nhìn bốn phía một cách vô định. Một lúc sau hai mắt của hắn ngưng lại, chăm chú nhìn tới một nơi nào đó phía đối diện. Chỉ thấy ở không gian phía sau lưng nhị ma là một cái truyền tống trận màu đen còn nguyên vẹn không chút tổn hao gì. Phía trên còn có một cái trận kỳ bao phủ, đây là trong chớp mắt khi hàn lập thấy được thì những người còn lại trong thạch thất cũng nhìn thấy truyền tống trận trong lòng đều vui mừng không thôi trong khi hắn đưa ánh mắt nhìn lướt qua thì đụng ngay ánh mắt của người thanh niên họ từ cũng đang nhìn tới hắn hai người ngẩn ra lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác trong lòng đều nổi lên các suy nghĩ khác nhau tất nhiên vị đại tiên sư của thiên lan thảo nguyên này dường như cũng nhận ra rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất hắc bào nữ tử triệu ra hắc phong kỳ hiển nhiên không muốn nói gì thêm lúc này hướng về phía trung tâm cung điện phóng nhanh tới cổ ma trên người xuất ra bốn kiện bảo vật phổ thông theo sát phía sau nàng ta nhị ma hành động như vậy tự nhiên sẽ khởi động cấm chế lợi hại của cửu chân phục ma trận